tài địa bảo những chân bảo đỉnh cấp lưu thông trong huyền thành chúng ta ví dụ phần thưởng hội võ lần này như thiên lân vẫn tinh lưu diễm huyết vân thật ra đều có được từ nơi ấy bí cảnh lần này hiện thế chính là cái lớn nhất trong gần trăm vạn năm qua cơ duyên thực sự hiếm có thần dương giải thích nói hàn lập nghe nói thế trong lòng khẽ động nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh cốt thiên tầm và hiên viên hành nghe vậy vẻ kích động trên mặt càng đậm a à, nếu thế quả đúng là một chỗ bảo địa chỉ có điều có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, bên trong chắc hẳn vô cùng nguy hiểm a. À. Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, "Đương nhiên, bên trong bí cảnh bực này có đầy rẫy các loại nguy hiểm chưa biết, vốn lợi ích và nguy hiểm luôn cùng tồn tại mà. Bởi vậy muốn ba vị suy nghĩ kỹ càng, nếu không muốn đi, sẽ không miễn cưỡng." Thần Dương gật gật đầu, còn nói thêm, ba người nghe nói xong, trên mặt đều lộ vẻ do dự, im lặng không nói. Thần Dương cũng không có ý thúc giục, lặng lặng ngồi đó chờ đợi ý niệm trong đầu hàn lập chuyển động ánh mắt nhìn qua giải đạo nhân một cái giải đạo nhân đứng mắt rủ xuống lúc này vẻ mặt không biểu lộ chút nào chỉ có điều khó ai có thể nhìn ra một ngón tay ở bên hông giải đạo nhân điểm nhẹ một cái trong lòng hàn lập hơi động một chút bỗng nhiên mở miệng hỏi thành chủ ta còn có một chuyện muốn hỏi mấy ngày trước người khôi thành đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành giống như muốn tấn công trên quy mô lớn nhưng bây giờ đột nhiên rút lui Cách hoạt động quỷ dị như vậy, chẳng lẽ có liên quan với bí cảnh nơi này? Lệ Đạo Hữu đoán không sai, lần này người Khôi Thành đột nhiên xuất hiện, đúng là đến vì bí cảnh, bọn chúng cũng sẽ phái người cùng tiến vào. Thần Dương nhìn Hàn Lập một cái, nói ra, thân thể Cốt Thiên Tầm và Hiên Viên Hành chấn động, lập tức lộ ra vẻ phức tạp, trầm mặc không nói. Khôi Thành chính là kẻ thù không đội trời chung với Huyền Thành, hai bên gặp nhau bên trong bí cảnh, nhất định là không chết không thôi, có bọn chúng, nguy hiểm lại gia tăng lên gấp mấy lần nếu như thành chủ cảm thấy hứng thú với bí cảnh kia như vậy lệ mỗ sẽ đi mở mang kiến thức một chút a hàn lập chỉ suy xét đắn đo một phen liền gật đầu nói tốt cốt đạo hữu và hiên viên đạo hữu các người nghĩ như thế nào thần dương thấy hàn lập đồng ý đi trong lòng mừng thầm quay đầu nhìn về phía cốt thiên tầm cùng hiên viên hành có cơ duyên như vậy tại hạ đương nhiên không muốn bỏ qua hiên viên hành hít sâu một hơi vẻ trần chờ trên mặt biến mất hết gật đầu nói nếu như lệ đạo hữu cùng hiên viên đạo hữu đều muốn đi, cốt mỗ mặc dù là nữ giới, cũng không muốn lui bước như vậy. Cốt thiên tầm chứng kiến hai người hàn lập cùng đáp ứng, sự lưỡng lự trong lòng dường như cũng biến mất, mặt giãn ra cười nói. Tốt, ba vị đều đồng ý đi, vậy chuyến thăm dò lần này, thanh dương thành ta nhất định sẽ không yếu thế hơn so với bốn thành khác. Trước mắt ba vị từng người đi về nghỉ ngơi đi, ngày xuất phát chưa xác định, đến lúc đó ta sẽ đích thân báo cho các ngươi biết. Thần dương cười nói ba người hàn lập đáp ứng một tiếng đứng dậy cáo từ đúng rồi việc này trước mắt vẫn còn là bí mật các người biết là được không nên nói cho những người khác biết thần dương chuyển chủ đề dặn dò ba người khẽ giật mình lập tức đáp ứng một câu sau đó cáo từ rời đi sau khi ba người đi rồi thần dương cũng đứng dậy rời khỏi chỗ ở đi về phía phủ thành chủ sau nửa tháng vào một sáng sớm trong phủ thành chủ trên một mảnh quảng trường đá trắng rộng rãi tiếng người huyên náo 16-17 người đang đứng ở đây. Từng người bọn hắn tập trung lại, mơ hồ chia làm 5 chi đội ngũ. Trong đó ngoài cùng bên trái là một đội ngũ đông người nhất, tổng cộng có 5 người, trong đó đứng đầu là một đôi nam nữ mặc cốt giáp màu trắng đẹp đẽ, không ai khác chính là huynh muội huyền thành Chu Tử Nguyên và Chu Tử Thanh. Lần này ra ngoài không giống những lần trước, người vốn cũng không phải là một trong 16 người mạnh nhất, nghe ca khuyên một câu, tốt nhất nên ở lại huyền thành, chờ ta trở về. Chu Tử Nguyên cao mày, nhìn muội muội bên cạnh nói ra. Ta mặc kệ, dù sao ta cũng muốn ở cùng một chỗ với ca ca, ca ca ngươi đừng nghĩ bảo ta ở lại, huống hồ thành chủ đại nhân cũng đã đáp ứng, ngươi phản đối cũng vô dụng. Chu tử thanh vừa cười vừa nói, đối với ách quái thành chủ, chủ tử nguyên luôn luôn một mực tuân theo, tuyệt đối không làm trái nửa lời, nghe muội muội nói như vậy, cũng chỉ biết thở dài một tiếng, không mở miệng nói nữa. Ba người bên trái tiếp theo, đó là đội ngũ bạch nham thành, cầm đầu là thiếu niên mặt heo phương thiền. Trải qua trận thất bại lúc trước, dường như gã không bị ảnh hưởng chút nào, lúc này tay gã dính đầy dầu mỡ mang theo một khúc xương thú vừa thô vừa to, gặm ăn bắp thịt được nướng đến vàng óng trên đó, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ phát ra từ đáy lòng. Đội Ngũ Huyền chỉ thành bên cạnh thì không cao hứng như vậy, cầm đầu là Phong Vô Trần, sắc mặt y âm trầm như nước, đứng nguyên tại chỗ không hề nói nửa câu nào với hai người bên cạnh, chỉ là thỉnh thoảng dương mắt nhìn qua mấy người thanh dương thành phía bên phải. Trải qua nửa tháng tu dưỡng, thương thế của y đã khôi phục không ít, cánh tay phải đứt đi cũng không biết được chữa trị ra sao, giống như đã được ghép một cánh tay hoàn toàn mới, phía trước giống như đoạn thông, quấn đầy băng vải màu trắng. Cách đấy không xa, chính là ba người thanh dương thành hàn lập, mà phía bên phải xa hơn một chút chính là ba người thông dư thành. Cốt đạo hiếu, thành chủ phủ ngày hôm nay tập trung 16 người hội võ năm thành lại chỗ này, xem ra hôm nay sẽ xuất phát, chỉ là không biết cụ thể sẽ đi hướng nào. Hàn lập hạ thấp giọng hỏi, lần này hội võ nam thành bị gián đoạn vốn chính là sự kiện khác thường lúc này huyền thành cùng khôi thành tạm thời kết thành đồng minh hai phe lại giữ bí mật về chuyện này nên ta cũng không có tin tức gì cốt thiên tầm hơi nhíu mày nói như thế huyền thành cùng khôi thành thù hận đối địch lẫn nhau đã không biết bao nhiêu vạn năm rồi giờ hai bên lại có thể trở thành liên minh muốn liên thủ đi làm một chuyện đây là chuyện mà mọi người khó có thể tưởng tượng được dù sao trải qua bao nhiêu năm tháng hai bên thường xuyên giao chiến thương vong không kể được nợ máu ngày càng trồng chất. Có thể làm cho hai phe bỏ qua thù hận, liên thủ đi đến chỗ đấy, chỉ sợ không phải vùng đất tốt lành gì. Hiên viên hành lo lắng nói, lúc trước thần dương thành chủ không phải đã nói sao, yêu cầu thực lực đối với chuyến này có chút nghiêm ngặt, cho nên mới lựa chọn 16 người mạnh mẽ đứng đầu hội võ, nếu trong 16 người có người lo sợ, cũng có thể tự ý rời khỏi, đâu có cưỡng ép ai. Cốt thiên tầm cười nói, mặc dù nói như vậy, nhưng thành chủ cũng nói, chuyến này mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng lợi ích thu được nhất định sẽ rất nhiều, ai lại phí công tử bỏ đây. Nếu không như vậy, ta cũng sẽ không xoắn suýt lo lắng đến thế. Hiên viên hành cười khổ một tiếng, nói ra, Hàn Lập cũng không để tâm những chuyện này, cái hắn quan tâm là phương pháp phá giải hắc kiếp trùng như thế nào, và tham dò được tung tích thạch xuyên không cùng tử linh. Hội võ năm thành bị gián đoạn, ước định lúc trước cùng lục hoa phu nhân tạm thời không có cách nào thực hiện được, mà một khi rời khỏi huyền thành, nếu còn muốn tìm hiểu tin tức thạch xuyên không, đương nhiên cũng sẽ rất khó khăn. Đang lúc cân nhắc, một bên quảng trường có tiếng bước chân chuyển đến, Hàn Lập rời mắt nhìn qua, chỉ thấy một nhóm hơn 10 người đang đi tới bên này. Trong đó dẫn đầu, đương nhiên chính là huyền thành thành chủ ách quái. Ở sau lưng, thần dương và ba vị thành chủ còn lại, cùng lục hoa phu nhân xếp thành một hàng. Phía sau bọn họ còn có 5-6 người đi theo, ánh mắt Hàn Lập đảo qua những người kia, chính là giải đạo nhân đi theo sau lưng thần dương, còn đi theo sau lưng lục hoa phu nhân là tên âm kiêu nam tử mũi ưng. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn vừa đảo qua trên thân bốn người, thần sắc không khỏi hơi đổi. Chỉ thấy bên cạnh âm kiêu nam tử, là một gã dáng người cao giáo sánh bước mà đi. Nam tử đang mặc trang phục màu đen che mặt, từ giữa sống mũi xuống dưới được che bởi một khối mặt nạ bằng xương màu trắng, chỉ có đôi mắt âm u màu tím lộ ở bên ngoài. Điều đặc biệt nhất chính là, trên đầu gã là một đầu tóc ngắn màu trắng hơi quan xoắn, dài đến tai, bù xù phía sau đầu. Người nọ rõ ràng chính là Thạch Xuyên không, trong lòng Hàn Lập mừng rỡ không thôi, đang muốn truyền âm liên hệ thì thấy thần dương đang nhìn hắn khẽ lắc đầu, ý bảo hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lông mày Hàn Lập nhăn lại, trong lòng khẽ động, cẩn thận nhìn lại Thạch Xuyên không, liền phát hiện vẻ mặt gã hờ hứng, đi về phía trước với ánh mắt nhìn thẳng từ đầu tới cuối không lệch đi nửa điểm, thoạt nhìn rõ ràng có gì đó không đúng. Đây là có chuyện gì? Hàn Lập cau mày, nhưng cũng không rõ ràng cho lắm làm sao vậy cốt thiên tầm chú ý tới vẻ dị thường của hàn lập bên cạnh mở miệng hỏi không có gì đột nhiên nhớ tới một vị cố nhân nên có chút thất thần thôi hàn lập nghe vậy cười cười thần sắc khôi phục như thường nói ra cốt thiên tầm nghe vậy bán tín bán nghi nhìn qua thạch xuyên không phía bên kia nhưng lại không nhìn ra cái gì hàn lập thu hồi ánh mắt nhìn lại phía đám người ách quái ách quái mang theo mọi người đi lên đài cao phía trước quảng trường ánh mắt đảo qua mọi người, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta tin rằng trước đây thành chủ các ngươi đã tiết lộ qua một ít tin tức, lần này hội võ năm thành bị gián đoạn ngoài ý muốn, cũng không phải là bởi vì người khôi thành xâm lấn, mà là do ở đại khư, hiện thế, cần phải liên thủ hai thành huyền khôi thăm dò bí mật. Các ngươi là 16 người đứng đầu hội võ năm thành được chọn ra, là lực lượng thám hiểm chính lần này, đi theo chúng ta cùng nhau tiến vào, đại khư. Mọi người tại đây nghe vậy, thần sắc đều hơi đổi, trên mặt đều hiện ra một chút kinh hỉ trộn lẫn một chút lo lắng, thần sắc phức tạp. Hàn lập thấy thế, vẻ mặt hồ nghi truyền âm hỏi, cốt đạo hiếu, không biết đại khư này là cái gì? chương 918, nghi hoặc, lệ đạo hiếu, người không biết đại khư. Đại khư này chính là một khu vực đặc thù nhất trong tích lân không cảnh, là một chỗ cất giấu đại lượng bảo tàng bí ẩn trong truyền thuyết. Nghe nói huyền khôi hai thành đã tự mình tìm kiếm không biết bao nhiêu năm, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại xuất hiện. Cốt thiên tầm hiển nhiên cũng hết sức kinh ngạc truyền âm trả lời. Hàn Lập ở một bên nghe vậy, ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn Thạch Xuyên không một cái. Lần này đường xá xa xôi, hung hiểm khó dò, nếu có người tâm niệm không vững, hiện tại vẫn có thể rời khỏi. Một khi đã ra khỏi thành, sẽ không được dao động tinh thần nữa, nếu không liền theo quy tắc phản bội chạy trốn luận xử. Ánh mắt ách quái quét qua đám người, mở miệng nói ra. Những người dưới đài, cơ hồ tất cả đều một bộ dạng quyết đi, không có một người nào rời khỏi. Rất tốt, xem ra chư vị đều là người có tâm trí kiên nghị, chuyến này tất nhiên sẽ có thu hoạch lớn. Trước khi lên đường, ta còn có một chuyến nhắc nhở chư vị, Khôi Thành mặc dù tạm thời liên thủ với chúng ta, nhưng tâm phòng bị tuyệt đối không thể thiếu, hy vọng chư vị có thể đoàn kết nhất trí, hết sức hợp tác, đồng mưu bí bảo. Ách quái cao giọng nói ra, cần tuân dụ lệnh thành chủ, đám người nghe vậy, cùng hô to, ước chừng một lúc lâu sau, cổng chính tỏ vò cao lớn huyền thành từ từ mở ra, một đội ngũ do mười mấy đầu lân thú to lớn tạo thành, chậm rãi xuyên qua cổng tò vò, đi ra ngoài thành. Lân thú cầm đầu cao hơn trăm trượng, đầu trâu, thân thể lại giống như cự ngạc, trên lưng chờ một tòa thạch điện màu đen, trên cửa khắc hoa, lại tô điểm tinh cốt, nhìn có chút hoa mỹ, chính là tòa hành cung của ách quái. Theo sát phía sau là mười mấy đầu ô lân tượng to lớn, trên lưng đồng dạng chờ từng tòa thạch điện màu đen, chỉ là tạo hình ngắn gọn, giản dị tự nhiên, không thể nào so sánh với tòa của ách quái. Trong đội ngũ, thần dương mang theo giải đạo nhân độc chiếm một tòa thạch điện, Ba người Hàn Lập thì dùng chung một tòa. Diện tích trong thạch điện không nhỏ, ba người bọn họ đều chiếm một gian phòng ốc, nhưng vẫn còn rộng rãi. Lúc đội ngũ ra khỏi thành, Hàn Lập cũng không vội vã về trong điện nghỉ ngơi, mà là đi ra ngoài điện, đứng trên lưng hô lân tượng đưa mắt nhìn ra xa, chỉ là tầm mắt của hắn không thể nào nhìn quá xa được, do trước mắt bị chắn ngang bởi tòa trọng huyền sơn mạch to lớn kia. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, toàn bộ đội ngũ vượt qua một khe núi trong dãy núi, lúc này ánh mắt rốt cuộc trở nên trống trải hơn hàn lập ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn lại không khỏi nhẹ a một tiếng chỉ thấy một bên sườn núi khác đang nằm sấp mười mấy đầu ô lân tượng từng con khoác lân giáp ngực khảm thú hạch bên miệng nhô ra hai cây trường mâu sắc bén toàn thân trên dưới nhìn âm u đầy tử khí không có nửa điểm sinh cơ tất cả đều là khôi lỗi hàn lập trầm ngâm nói đúng lúc này trên đỉnh đầu bỗng nhiên có một bóng người bay lượn đến lơ lửng phía trước mọi người trong lòng hàn lập hơi động ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy đó là một thanh niên tuấn mỹ phía sau lưng đeo hai cây đoàn kích làm bằng xương giao nhau trên người mặc một bộ áo giáp màu đen chân đạp hư không lơ lửng trên không trung cao trăm trượng trong tích lân không cảnh linh lực ma khí hoàn toàn không có không cách nào ngựa không phi hành người này lại có thể đứng lơ lửng giữa không trung lập tức làm bên huyền thành rối loạn tương bừng không ít người đều nhao nhao đi ra thạch điện nhìn xem bất quá mấy vị thành chủ lại không có bất cứ động tĩnh nào chu tử thanh và ca ca cùng đứng một chỗ một mặt si mê nhìn tên thanh niên kia nhỏ giọng thầm thì nói tiểu ca thật tuấn tú tu a à. nói bậy bạ gì đó đó là địch nhân huyền thành chúng ta đấy lông mày chu tử nguyên nhíu chặt cốc đầu nàng một cái nhắc nhở biết rồi chu tử thanh nhẹ gật đầu cũng không dám đùa dẫn nữa nói nghiêm túc hàn lập nhìn thanh niên tuấn mỹ một mặt ôn hòa ý cười kia trong lòng luôn cảm thấy có chút gì đó không đúng ánh mắt của hắn nhìn lên một đường nhìn về phía tầng mây trên bầu trời mới phát hiện đám mây trên đỉnh đầu thanh niên kia rõ ràng hơi tối, có chút không thích hợp. Chư vị thành chủ Huyền Thành cùng đồng đạo, Sa Tâm đại nhân muốn ta đến đây thông báo một tiếng, vì để tránh gây nên hiểu lầm cùng xung đột không cần thiết, đội ngũ hai thành chúng ta cùng đi, nhưng trên đường một trước một sau cách xa nhau một khoảng. Lúc này, thanh niên Tuấn Mỹ kia bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thanh âm của gã đúng là xen vào giữa nam nhân và nữ nhân, hết sức êm tai dễ nghe. Huyền Thành bên này trầm mặc một lát, sau đó chu tử nguyên tựa như nhận được chỉ lệnh mở miệng nói thỉnh cầu trở về thông báo một tiếng ách quái đại nhân chúng ta cũng có ý này thanh niên tuấn mỹ kia thấy thế ánh mắt rơi vào trên thân chu tử nguyên mỉm cười ôm quyền quay người rời đi lúc này hàn lập mới nhìn đến chỗ sâu tầng mây trên bầu trời có một bóng hình màu đen di động theo hướng về đội ngũ khôi thành bên kia lúc này mới hiển lộ ra chân thân lại là một đầu rực lân điều to lớn ngay ngược con điểu này đồng dạng có khảm thú hạch toàn thân tràn đầy tử khí nhìn tựa hồ cũng là khôi lỗi được tên thanh niên tuấn mỹ kia khống chế dùng một loại sợi huyền thi nào đó mắt thường khó thấy mang theo gã ngự không mà đi không bao lâu chỉ nghe trong đội ngũ khôi thành phía trước chuyển đến một tiếng kèn rõ to những lân thú khôi lỗi nằm ở trên sườn núi kia bắt đầu từng đầu đứng thẳng lên chậm rãi tiến lên phía trước khoảng cách hai bên được khoảng mấy trăm trượng nhân mã huyền thành cũng bắt đầu hành động đi theo đội ngũ khôi thành dẫn đường phía trước trời cao mây rộng cảnh tượng trên mặt đất nhìn không sót thứ gì, trước mắt đều là một mảnh hoang vu. Hàn lập nhìn một lát, liền cảm giác có chút nhàm chán, liền quay trở về gian phòng của mình, ngồi xếp bằng điều tức. Trong đêm, Hàn lập từ trong điều tức nhập định hồi tỉnh lại, ra gian phòng, đi tới thạch điện bên ngoài. Dưới một mảnh ánh trăng thanh minh, thân hình hắn nhảy lên, từ trên lưng ô lân tượng nhảy lên một cái, rơi vào trên lưng một đầu ô lân tượng khác phía trước, cất bước đi vào thạch điện phía trước. Không đợi hắn mở miệng, trong điện đã vang lên thanh âm thần dương, lệ đạo hiếu, ta biết ngươi sẽ tới, chờ ngươi đã lâu. Hàn lập nghe vậy, trực tiếp đẩy thẳng đại môn thạch điện đi vào. Tiến vào đại điện, Hàn lập liền thấy giải đạo nhân đang khoanh tay đứng ở cạnh cửa, thấy hắn tiến đến, liền dẫn hắn đi vào trước cửa một gian phòng. Trong lúc đó, trên mặt giải đạo nhân không có bao nhiêu biểu lộ, cũng không có dư thừa hơi nói chuyện với Hàn lập. Hàn lập đã tập mãi thành thói quen đối với chuyện này, đẩy cửa phòng ra đi vào. Mời ngồi thần dương tiến lên đón nói với hàn lập thần đạo hiếu hôm nay hàn lập vừa mới mở miệng liền bị thần dương nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại lệ đạo hiếu bây giờ thạch không đạo hiếu chỉ sợ ngươi cũng đã biết đã không phải là cùng một người nữa thần dương thở dài một tiếng nói ra đến cùng là xảy ra chuyện gì hàn lập nhíu mày lại hỏi cái này năm đó đỗ thanh dương đưa thạch không đạo hiếu đến huyền thành vốn chuyển đi rất bí ẩn ta cũng qua hồi lâu mới biết ở trong đó có chuyện gì, ta căn bản không rõ. Lần này cũng là lần thứ nhất tại huyền thành nhìn thấy, hắn cho ta cảm giác thật giống như. Một bộ khôi lỗi, thần dương có chút trần chờ nói. Hàn lập nghe nói lời ấy, thần sắc hơi đổi, lông mày càng nhíu chặt hơn. Bất quá lại có chút khác biệt, cụ thể là cảm giác gì, ta cũng không rõ. Tóm lại, hiện tại thời gian này, người muốn tiếp cận hắn cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Thần dương bỗng nói thêm, ta nếu muốn hành động thiếu suy nghĩ, giờ phút này sẽ không tới tìm ngươi. Thần sắc Hàn Lập hơi buông lỏng, chậm rãi nói ra. Trên mặt hắn nhìn như bình tĩnh, trong lòng lại một đống hoài nghi. Năm đó trước khi tiến vào tích lân không cảnh, Tam Hoàng tử Thạch Phá không từng cho mỗi người bọn họ một miếng ngọc quyết hình lá cây, cái đó có thể xác định vị trí ấn ký bọn hắn, là thứ bọn hắn dựa vào để thoát thân khỏi tích lân không cảnh. Trước đó hắn mấy lần gặp nạn, cũng chưa từng sử dụng tới vật này, là bởi vì hắn chưa tìm được tử linh, không muốn liền như vậy phí công nhọc sức, nhưng thạch xuyên không lại vì cái gì mà không sử dụng nếu thật đã đến khả năng bị xóa đi thần trí chế thành khôi lỗi vì sao gã không dùng vật này hàn lập không tin với thực lực của gã ngay cả cơ hội dùng vật này cũng không có đúng thế lệ đạo hữu luôn luôn suy nghĩ chu toàn sao là người lỗ mãng chứ thần dương cười nói ta bên này không tiện dò xét vậy chuyện này liền nhờ thần đạo hữu hao tổn tâm trí rồi hàn lập nghe vậy lập tức nói ra lệ đạo hữu yên tâm việc này ta chắc chắn lưu tâm, phàm thám thính được bất kỳ tin tức gì, ta đều sẽ thông báo cho ngươi. Thần sắc thần dương nghiêm lại, trịnh trọng nói, đa tả, hàn lập ôm quyền nói ra, không cần đa lễ, lần này đi đại khư đường xá xa xôi, phía trước còn không biết tình trạng như thế nào, lệ huynh cần hảo hảo tính dưỡng, phối hợp tác chiến là được. Thần dương khoát khoát tay, cảm khái nói, hai người nói chuyện với nhau một lát, sau đó hàn lập liền cáo từ một tiếng rời đi. Trở lại gian phòng của mình, hắn tính tọa từ định giá một lát, thu hồi tạp niệm, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu yên lặng tu luyện thiên sát trấn ngục công. Thời gian nhoáng một cái, đã hơn một tháng, hai đội ngũ lần thú một trước một sau, cách xa nhau ngàn trượt, chậm rãi xuyên qua một khe núi hẹp dài. Lúc đội ngũ phía trước còn chưa kịp ra khỏi khe núi, đội ngũ phía sau mới vừa vặn tiến vào bên trong, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng thú kêu rung trời. Một đầu song đầu lân chuẩn to lớn vô cùng từ trên cao bay lượn qua Thân hình nó to lớn, bên ngoài thân bao trùm dày đặc vải đen, lúc hai cánh vỗ, tựa như mây đen giữa trời, ở phía dưới in ra một cái bóng màu đen to lớn, cơ hồ che đậy toàn bộ khe núi. Chỉ là lúc nó bay lượn qua, hai cánh bỗng nhiên vỗ mạnh một cái, liền có hai đạo khí lưu màu trắng mắt thường có thể thấy được tuôn xuống, đột nhiên đánh vào hai bên vách núi đá. Hai tiếng ầm ầm truyền đến, hai bên vách núi sụp đổ ầm ầm, khói bụi cuồn cuộn bay lên đầy trời. Lân thú ở phía dưới đi phía sau chấn kinh, nhao nhao lui lại, tối lui ra khỏi khe núi còn lân thú khôi lỗi phía trước vẫn không nhanh không chậm vượt qua khe núi phía trước hàn lập vốn đang tính tỏa tu luyện trong phòng phát giác được động tính, lúc vọt ra đúng lúc nhìn thấy tảng đá to lớn phía trước đang lăn xuống rất nhanh liền lấp kín toàn bộ khe núi bụi đất bay đầy trời che khuất bầu trời khiến cho ánh mắt mọi người không cách nào thấy rõ đám người huyền thành bên này nhao nhao lướt ra đứng trên lưng ô lân tượng nhìn quanh phía trước đúng lúc này trong khe núi phía trước chợt bộc phát ra một trận bạch quang lóa mắt, một cỗ lực lượng tinh thần cường đại từ đó xông ra, hóa thành một mảnh sóng ánh sáng hình cung, từ chỗ khe núi vọt mạnh lên phía không trung. Âm một tiếng vang thật lớn, mảng lớn nham thạch đất cắt bay tung tóe, giống như núi lửa phun trào tràn vào không trung, hóa thành một trận mưa cắt đá, vẩy xuống tứ phương. Một cỗ khí lưu cường đại hình xoắn ốc cũng hiện lên, từ trong khe núi tuôn trào ra, đẩy lớp nham thạch đất cắt trồng chất ra, làm khe núi hẹp dài vốn bị ngăn chặn, một lần nữa được quán thông. chương 919, xâm nhập hiểm cảnh. Sau khi cắt bụi rơi hết, Hàn Lập liếc mắt liền thấy trước hẽm núi bên kia vốn bị loạn thạch vùi lấp, giờ lại có một đầu khôi lỗi ô lân tượng đang ngẩng đầu lên, dơ vòi nhắm vào không trung. Ngay đầu vòi đang có một đạo bạch quang chậm rãi hạ xuống, ở trong tỏa ra cỗ chấn động lực lượng tinh thần, kéo dài không thôi. Hàn Lập không khỏi cảm khái, loại ô lân tượng này sau khi được luyện chế thành khôi lỗi, không những chiến lực nó cường đại, mà ngược lại vượt xa ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù người khôi thành về mặt tu luyện thân thể không thể so với huyền thành, nhưng tạo nghệ về khôi lỗi lại rất sâu, bởi vậy mới có thể trong hoàn cảnh ác liệt như tích lân không cảnh vẫn tồn tại nhiều năm như vậy, cũng như sánh ngang hàng với huyền thành, không ai thua ai. Một màn này rơi vào trong mắt đám người huyền thành, làm sắc mặt cả đám biến đổi khác nhau. Ách quái cùng các thành chủ như thần dương thì trên mặt lại không có biểu hiện gì, nhưng những người còn lại thì rối loạn một trận, có ít người mặt lộ vẻ kinh hãi, cũng có người trong miệng hùng hùng hổ hổ, cho rằng là do Khôi Thành cố ý làm ra. Không đợi đám người Huyền Thành kinh ngạc xong, két một tiếng, nóc thạch điện trên lưng của đầu ô lân tượng nào đó phía trước, bỗng nhiên mở ra, một âm thanh nổ đùng to lớn phá không vang lên. Vèo, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đen sáng lên, một cây trường mâu lớn bằng cánh tay người lớn bỗng nhiên nổ bắn ra, lóe lên liền đuổi theo đầu xong đầu lân chuẩn đã bay xa, trực tiếp xuyên vào bụng nó. Ngao, đầu xong đầu lân chuẩn phát ra một tiếng hét dài cả người nặng nề rơi xuống dưới, nhưng lại rất nhanh bay lên, vỗ hai cánh bay về phía xa. Nhưng mà, nó vừa mới bay ra hơn nghìn trượng, thì bỗng nhiên trên người tỏa ra ánh sáng màu trắng, rồi trực tiếp nổ tung ra giữa trời. Có thể nhận ra, trường mâu lúc trước bắn vào cơ thể nó có khảm tinh cốt bạo lân thú. Dư ba của khúc nhạc dạo ngắn này trôi qua rất nhanh, đội ngũ khôi thành lại tiếp tục lên đường, đám người huyền thành cũng khống chế lân thú đuổi theo. Nửa năm sau, trên sa mạc đá đen hoang vu, gió bão quét qua, gào thét sung trời. Cát bay đầy trời che lấp cả ánh nắng, rõ ràng lúc này là giữa trưa, nhưng cả trời đất mờ mịt phảng phất như đêm tối. Trên mặt đất, không ngừng vang lên ầm ầm, vô số khối đá lớn chừng cái đầu bị gió bão cuốn bay đi khắp nơi, phát ra từng âm thanh va chạm vào nhau. Trên mặt đất bằng phẳng không có núi đá, hai đội ngũ cách xa nhau trăm trượng, tất cả lân thú cả hai đều trụm đầu vây quanh cùng một chỗ, đuôi thì hướng ra bên ngoài, riêng phần mình tạo thành hai cái vòng tròn thật lớn, chống đỡ cơn bão cát cùng đá bay đang tàn phá bừa bãi khắp trời đất. Đỉnh của tòa thạch điện trên lưng một con lân thú trong số đó rung lên rầm rầm, rồi ầm một cái, cả phiến đá làm nóc và tốc lên, đúng là đã bị cơn cuồng phong cuốn bay, giống như con diều đứt dây. Ngay sau đó, chỉ thấy một bóng người thật cao lớn, hai chân đạp mạnh xuống đất, cả người từ chỗ nóc thạch điện vừa bị cuốn bay, đột nhiên bay ra, xong vào bên trong cắt bụi. Huyền khiếu trên hai chân của hắn chợt sáng lên, cả người như đạp trên không mà đi, thuận gió đuổi theo phiến đá. Chỉ qua mười mấy hơi thở sau, bóng người kia lại quay về, trên hai tay hắn kéo theo một phiến đá màu đen, còn mũi chân hắn thì liên tục dẫm lên những khối đá bị bão cuốn bay trên hư không. Lần nữa quay trở lại, hắn vội mang khối nóc thạch điện thật lớn kia, đậy lại vào chỗ cũ. Sau khi khép kín nóc thạch điện lại, người này đứng ở trong phòng, chậm rãi kéo vạt áo đang bao trùm ở trên mặt xuống, từ đó lộ ra một gương mặt bình thường, chính là Hàn Lập. Hắn gượng cười nhìn thoáng qua trong phòng, chỉ qua mười mấy hơi thở mà trong phòng đã phủ một tầng cát bụi thật dày, đến cả cái bàn đá chính giữa phòng cũng bị một khối đá nện vỡ làm hai nửa. Phòng bạo cát đen này cũng đã kéo dài hơn hai tháng rồi, không biết chừng nào mới kết thúc đây. Hàn lập thở dài một tiếng, phất ống tay áo quét sạch cát bụi trên giường đá xuống, tiếp đó mới khoanh chân ngồi lên. Mặc dù lúc đầu gặp phải lân thú tập kích, cả hai đội ngũ muốn ganh đua với nhau, cả hai không muốn hạ thấp khí thế trước mặt đối phương, nhưng dọc đường không ngừng tiến vào sâu, hoàn cảnh càng lúc càng ác liệt, đến mức cả hai cũng không thể không tạm thời bỏ qua hiểm khích, mà hợp tác với nhau. Lộ trình xa đằng đẵng, trời gian cũng dần trôi qua, nhoáng một cái đã qua mấy năm. Trên mảnh đồng bằng rộng lớn bao la bát ngát, chợt vang lên một tiếng kèn thật to, đội ngũ khôi thành đang đi ở phía trước, bỗng nhiên ngừng lại. Theo sát phía sau, cách ngoài trăm trượng là đội ngũ lân thú huyền thành đã sớm ăn ý, cũng theo đó dừng lại. Trong thạch điện trên lưng một đầu ô lân tượng, ba người Hàn Lập đang ngồi vây quanh một cái bàn đá. Lại dừng nữa sao, cốt thiên tầm nghe được tiếng kèn kia, lông mày nhíu lại nói. Xem ra lại bị tập kích nữa rồi, những năm qua càng đi sâu vào, áp lực hư không trong trời đất càng lúc cường đại, hơn nữa cũng gặp nhiều con lân thú mạnh mẽ, tốc độ lên đường của chúng ta cũng càng ngày càng chậm dần. Hiên viên hành thở dài một tiếng, nói ra, lúc đầu cứ nghĩ có thể một đường bế quan tu hành, hiện tại thì tốt rồi, không những không tu hành được, mà còn phải ra ngoài ứng phó đám lân thú tập kích quấy dối kia cũng may là giết một đầu lân thú có thể thu hoạch được một viên thú hạch xem như cũng không có lỗ gì hàn lập cười khổ nói đi thôi ra ngoài xem thử lần này lại có chuyện gì nữa cốt thiên tầm đứng dậy nói ra ba người vừa dứt lời cùng đứng lên đi ra ngoài thạch điện bước ra ngoài đứng trên lưng ô lân tượng mấy người hàn lập mới phát hiện tình cảnh có chút không giống như dự đoán của bọn hắn mặt đất trước mắt nhìn một cái là thấy hết phía trước cũng gió êm sóng lặng, căn bản không có dấu hiệu nào bị lân thú đột kích. Hàn lập nhảy lên nóc thạch điện, hai mắt híp lại, nhìn về phía xa. Chỉ thấy khắp nơi trên mặt đất cách đó chăm dặm, rõ ràng không gian trở nên vặn vẹo. Một cái nứt không gian hỗn loạn như do gió bão tàn sát bừa bãi đem hư không nơi này xé rách hình thành. Dưới khu vực vết nứt không gian dày đặc kia là một rãnh vực sâu không thấy đáy, một mực kéo dài hai bên, không thấy được điểm cuối. Trong vực sâu là một mảnh đen kịt, dường như có từng sợi hắc vụ bay lên, thường cứ cách một đoạn, thì có thể thấy một vòng xoáy màu đen thật lớn, khuấy động xương mù xoay tròn không ngừng, nhìn giống từng con mắt ác ma vực sâu đang nhìn chằm chằm. Đó là thứ gì vậy? Hai người cốt thiên tầm cũng tới sát người hàn lập, thì thảo nói ra. Cũng không rõ là cái gì, chỉ biết là bên trong đó ẩn chứa lực lượng không gian vô cùng cuồng bạo, rõ ràng xa như vậy, mà còn thể cảm nhận được từng đợt nhàn nhạt, nhạt lực lượng xé rách. Hy vọng chỗ đại khư chúng ta muốn tìm không phải là nơi đó. Hàn lập lắc đầu, nói ra, ba người vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, thì thấy thần dương mang theo giải đạo nhân bay tới, hạ xuống trước ba người bọn hắn. Thành chủ, hiên viên hành liền ôm quyền đầu trước, nói ra, hai người hàn lập cũng thi lễ theo, không cần đa lễ, vực sâu tràn ngập hắc vụ mà các người đều thấy trước mặt đó, đại khư, nơi mà chúng ta muốn tìm kiếm, chính là ngay phía trước. Thần dương cười khoát tay áo, nói ra, hiên viên hành cùng cốt thiên tầm nghe vậy, đồng thời nhìn hàn lập một cái đúng là sợ thứ gì sẽ gặp ngay thứ ấy thế bây giờ có cách nào để vượt qua đạo rãnh trời kia không hàn lập dò hỏi ta cũng không biết nữa ách quái thành chủ đã đi gặp mặt sa tâm rồi đại khái đợi bọn hắn thương nghị xong mới có thể biết được kết quả thần dương lắc đầu nói ra hắc nguyên hung hiểm như vậy thật không biết có cách gì mới có thể vượt qua an toàn đây hiên viên hành lo lắng nói trước đó ta nghe ách thành chủ nói qua phong bạo của Hắc Uyên này đang trong thời kỳ yếu nhất trong trăm vạn năm gần đây, cho dù trăm năm trước, vùng không gian vết nứt bao phủ khắp nơi cũng đã rộng hơn lúc này chừng mấy trăm dặm, chính ngay mảnh đất mà chúng ta đang đứng dưới chân, chúng ta cũng không cách nào có thể đến gần được. Thần Dương thở dài một tiếng, nói ra, đã như vậy, sao không chờ thêm nữa, có lẽ qua tiếp trăm năm, phong bạo trong Hắc Uyên này liền không đáng phải lo nữa sao? Cốt Thiên Tầm trần chờ nói, hai thành huyền khôi cùng giám sát dò xét nơi này đã không biết bao nhiêu năm, cả hai đều sợ đối phương đi trước một bước tiến vào đại khư, nên biết một bước chậm chính là cả quá trình chậm. Lúc đầu ách quái thành chủ tổ chức năm thành hội võ lần này, cũng chính là tuyển chọn nhân tài để tiến vào đại khư, không nghĩ ra, vậy mà khôi thành lại chủ động tìm tới cửa trước, yêu cầu hợp tác, ngược lại làm cho kế hoạch của ách thành chủ không thể không sớm tiến hành trước thời hạn. Thần Dương ngẫm nghĩ, nói ra, vậy xem ra, khôi thành chủ động tìm chúng ta hợp tác, hơn phân nửa cũng là hành động bất đắc dĩ, học huyền trước mắt này, chỉ sợ sức một mình bọn hắn căn bản không cách nào vượt qua được cốt thiên tầm trầm ngâm nói ta thì lại không nghĩ như vậy bọn hắn không dám tự đi thăm dò hơn phân nửa cũng sợ trong thành bỏ không liền bị huyền thành cắt mất đường lui hàn lập khẽ lắc đầu nói ra thời gian lệ đạo hữu vào huyền thành chúng ta không dài mà ngược lại cũng biết một chút ít về tình thế chúng ta nơi đây a à. thần dương nghe vậy vừa cười vừa nói đúng lúc đó đột nhiên có một bóng người từ trong đội ngũ khôi thành lao ra lướt qua trăm trượng trên không trung, rồi hạ xuống ở bên này, dáng người này trung bình, nhưng khí thế trên người lại hùng hồn không gì sánh bằng, chính là ách quái. Ngay khi sắp rơi xuống đất, hai tay lão chợt xòe ra năm ngón tay, nhẹ nhàng nhấn một cái ở trong hư không, khí thế cả người lão hạ xuống cũng lập tức chậm dần, cả người lão nhẹ như lông hồng rơi xuống trên đầu của con lân thú đầu trâu. Mọi người huyền thành nghe lệnh, tiếp tục đi dọc theo hắc huyên về phía đông, dọc đường hãy chú ý vết nứt không gian, tránh để bị cuốn vào trong đó một giọng nói vang dội phát ra kèm theo một cỗ lực lượng lay động tâm thần xuyên vào trong lòng mọi người lên đường thôi thần dương nói một tiếng liền dẫn giải đạo nhân rời đi sau đó hai đội ngũ một trước một sau lại lần nữa lên đường từ từ đi về hướng đông một đường kéo dài về hướng đông dọc theo hắc uyên dọc đường cũng không giống nhau có nhiều chỗ hơi rộng rãi nhưng phạm vi vết nứt không gian bao phủ phía trước cũng lại rộng hơn một chút trên đường ngẫu nhiên có thể thấy một vài lân thú chạy nhầm vào trong phạm vi không gian vết nứt lập tức bị không gian vết nứt cuốn vào trong đó trực tiếp xé nát thành bụi phấn cảnh tượng thê thảm vô cùng có một vài con lân thú giỏi về phi hành cũng trong quá trình bị kẻ thù đuổi bắt mà bay qua bầu trời hắc uyên cuối cùng cũng bị lực hấp dẫn cường đại từ vòng xoáy khổng lồ trong vực sâu cuốn vào trong vòng xoáy rồi bị xé nát chính tận mắt hàn lập thấy qua một con tứ rực lân ưng dương cánh bay cao ngàn trượng trên không trung cuốn lượn từ trong tầng mây bay ra bốn cánh vung vẩy như muốn vượt qua hắc huyên. Kết quả, nó vừa mới bay lên trên không vực sâu, liền tựa như bị một cây lang nha cự bổng đập vào lưng, đột nhiên cả thân thể của nó gập vào chính giữa, mau chóng lao xuống, trực tiếp cuốn vào trong vòng xoáy màu đen. chương 920, Hợp tác, thời gian nhoáng một cái, đã qua hơn nửa năm, trạng vạng tối, mặt trời lặn dần, ánh chiều tà chiếu xuống cả một vùng rộng lớn, khiến cho mảnh bình nguyên trở nên mờ nhạt. Bên trên bình nguyên có hai đội ngũ lân thú vẫn như cũ giữ một đoạn khoảng cách không xa không gần, đi dọc theo địa thế dần dần lên cao, chậm rãi đi đến một dãy núi cổ quái cực lớn ở phía xa. Ở phía sau đội ngũ lân thú, Hàn Lập trong bộ áo đen, khoanh chân ngồi trên nóc tòa thạch điện màu đen, nhìn về phía xa. Chỉ thấy ngọn núi phía xa, phân nửa được nắng chiều chiếu rọi, hiện ra một mảnh kim hồng, một nửa khác lại hào quang ảm đạm, hiện ra màu u lam cổ quái. Xem chốc lát, lông mày Hàn Lập không khỏi hơi nhíu lại. Từ trong ngọn núi kia đã nhận ra một ít chấn động cổ quái, mà khi không ngừng tới gần, loại chấn động cổ quái này càng lúc càng rõ ràng, một cỗ khí rét lạnh cũng bắt đầu ùn ùn kéo đến. Càng lúc càng nhiều người đã nhận ra sự cổ quái này, nhao nhao ra khỏi thạch điện, đứng bên ngoài dò xét. Khoảng cách này nhìn như không xa, nhưng hai đội ngũ vẫn phải bỏ ra trọn vẹn 7 ngày, đến sáng ngày thứ 9 mới đi đến được dưới chân sơn mạch. Lúc này, đội ngũ Khôi Thành không tiếp tục đi tới nữa, mà dừng ở chỗ chân núi, đợi đám người Huyền Thành đến hai người hàn lập cùng cốt thiên tầm kề vai sát cánh đứng trên lưng ô lân tược nhìn dãy núi phía trước liền thấy hắc huyên kia một mực kéo dài không biết bao nhiêu vạn giảm tới đây thông vào trong tòa núi này tựa hồ xuyên suốt qua dãy núi này mà dãy núi trước mắt phân nửa xanh óng ánh phân nửa lại đỏ thấm chính giữa lộ ra khí thức cổ quái nơi này thật sự là tù túng cổ quái lấy khí lực chúng ta mà vẫn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương cốt thiên tầm khe khẽ xoa đôi bàn tay và cánh tay mở miệng nói nửa sơn mạch bên này thì nham thạch băng hàn như xương, thoạt nhìn giống như băng tinh, từ trong thân núi tản ra nhẹ nhẹ từng sợi hàn khí. mà nửa sơn mạch bên kia, nham thạch lại hừng hực khí thế kỳ cảnh băng hỏa lưỡng trọng thiên như thế, tại thích lân không cảnh này đúng là hiếm thấy. hiên viên hành chỉ sơn mạch bên kia nói ra, hàn lập một mực yên lặng không nói lời nào, lông mày nhíu chặt. lúc này một hồi kèn lệnh cùng chuông đồng đồng thời vang lên, ba người hàn lập liếc mắt nhìn nhau, phi thân lướt lên đáp xuống hai chi đội ngũ phía trước. Rất nhanh, những người còn lại cũng đều chạy tới, tập hợp lại phía trước. Cách xa hơn 10 bước phía trước, đám người khôi thành cũng đã tập hợp lại với nhau. Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy thanh niên Tuấn Mỹ mang đoàn kích ngày đó thao túng cánh lân điều treo trên bầu trời đến, đang đứng đầu đội ngũ phía trước. Bên trái gã, đứng đấy một nam tử cao hơn hai trượt, thân hình vạm vỡ, một nửa đầu chọc, trên đỉnh đầu dựng thẳng một bím tóc cao lên trời, thoạt nhìn có chút buồn cười. Gã cởi chân, thân thể nổi lên từng khối cơ bắp như tinh cương điêu khắc, phía trên có thể thấy được từng đám gân xanh mạch máu vặn vẹo nổi lên, thoạt nhìn tràn đầy sức mạnh bạo tạc. Mà bên phải thanh niên Tuấn Mỹ lại đứng đấy một gã nam tử lùn thân cao chưa tới bốn thước, dung mạo Tuấn Tú, không kém bao nhiêu so với thanh niên Tuấn Tú mang đoàn kích kia. Gã mặc trên người một bộ cốt giáp trắng như tuyết, đứng nghiêm, thoạt nhìn có chút khí thế. Phía sau lưng ba người có hơn 10 người, phần lớn đều là nữ tử đường cong lả lướt, quần áo và trang sức trên người chỉnh tề, Phần lớn đều là sai y áo đen, trên mặt đều mang một tấm lụa mỏng. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua trên người bọn họ, cuối cùng rơi vào trên thân ba người ở cuối đội ngũ. Ba người kia tuy trên người đều mặc áo đen, nhưng mà cảm giác của hắn lại không giống với những người khác. Ngay lúc Hàn Lập định tra xét rõ ràng một phen, hai đạo nhân ảnh lại từ trên cao bay xuống, đi tới hai chi đội ngũ phía trước. Một người trong đó có dáng người trung bình, dung mạo bình thường, chính là thành chủ huyền thành ếch quái mà người còn lại mặc quần lụa mỏng màu trắng, trên mặt đeo lụa mỏng, thân thể uyển chuyển, dáng người lung linh, thời điểm đáp xuống tựa như phi vũ rơi xuống đất, nhẹ nhàng vô cùng, giơ tay nhấc chân, từng động tác rất nhỏ đều làm lòng người rung động. Ngay cả một nữ tử như Cốt Thiên Tầm cũng không khỏi cảm thấy có chút ngây dại. Rõ ràng chưa thi triển bất luận mỹ thuật gì, đã có một cỗ mỹ thái tự nhiên khó cưỡng lại như vậy. Hàn Lập lẩm bẩm nói, nhưng trong lòng không khỏi nhớ đến hình dáng Tử Linh. Trong lòng của hắn biết rõ, Nữ tử trước mắt này đương nhiên không thể nào là tử linh, bởi vì nàng chính là khôi thành thành chủ sa tâm. Chư vị, đại khư mà chúng ta khổ tâm tìm kiếm, ngay tại bên kia Hắc Uyên, mà đường xá đi xuyên qua Hắc Uyên lại có băng hỏa sen giữa núi non. Ta biết rõ, giữa hai thành huyền khôi chúng ta đã xảy ra quá nhiều xung đột, cả hai bên đều có người thân chết trên tay đối phương. Sa tâm mở miệng trước, chậm rãi nói ra, người hai thành nghe vậy, thần sắc đều có chút mất tự nhiên, lúc nhìn nhau, trong mắt rõ ràng hiện lên hận ý loại cừu hận này không cách nào tiêu trừ cũng không cần tiêu trừ sa tâm vừa nói ra hai chị đội ngũ đều một hồi xôn xao không ít người cổ tay chuyển một cái đã nhao nhao nắm tinh khí sau lưng và bên hông sát ý trong mắt đậm lên chư vị bình tĩnh một chút chớ vội ách quái vẫn bộ dáng ôn hòa như xưa vừa cười vừa nói đám người huyền thành sau khi nghe xong lúc này mới nhao nhao thu tay về chỉ là vẻ cảnh giác trong mắt không giảm chút nào mặc kệ chư vị cừu hận khắc sâu đến cỡ nào Ta chỉ hy vọng lúc này, bên trong băng hỏa cực mạch này, có thể tạm thời buông bỏ. thân sắc xa tâm tự nhiên đảo qua mọi người, tiếp tục nói. Băng hỏa chi mạch cực hiểm, vượt xa tưởng tượng của các ngươi, điểm này không cần hoài nghi. Bên trong vùng núi này, chúng ta không được phân tán hành động như trước, nhất định phải ở cùng một chỗ, cẩn thận đi về phía trước. Vì vậy chư vị cần phải tạm thời bỏ qua ân oán cá nhân, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Ách quái tiếp tục câu chuyện, nói ra, mọi người trầm mặc một lát, sau đó tôn đồ mở miệng đầu tiên, nói ra cần tuân dụ lệnh thành chủ. Vì được nhiều người ủng hộ, mọi người nhao nhao hô lên. Kế tiếp, chúng ta sẽ đi vào một bên hàn băng sơn mạch, vì phòng ngừa phát sinh vấn đề, sau khi tiến vào sơn khẩu, đội ngũ hai thành sẽ trộn lẫn với nhau, giữ khoảng cách tiến lên. Lông mày xa tâm hơi nhân lại, mở miệng nói ra. Tuân mệnh, mọi người không trần chờ nữa, mở miệng hô. Xuất phát, ách quái ra lệnh một tiếng, mọi người nhao nhao trở về lân thú của mình bắt đầu tiến lên lúc hàn lập quay đầu lại nhìn xem ba người ở cuối đội ngũ khôi thành đã không thấy bóng dáng họ nữa lân thú của ách quái cùng sa tâm đi song song tuốt ở đằng trước dẫn đầu đi vào thung lũng ngọn núi kia theo sát phía sau một đầu khôi lỗi lân thú chở người khôi thành đi vào trong đó theo sát phía sau là lân thú chở người huyền thành hai chi đội ngũ xen kẽ nhau một đội đi trước một đội theo sau tiến vào trong sơn cốc mới vào trong sơn cốc một hồi thanh âm gió núi tựa như nữ tử nước nở nghẹn ngào vang lên từ bốn phía. Trong cốc tuy rằng không thấy băng tuyết, nhưng có nhẹ nhẹ hàn ý bao phủ, làm khắp cả người cảm thấy không khỏe. Lông mày hàn lập cao lại, nhìn đường núi gập gành trong sơn cốc, suy nghĩ chốc lát, sau đó trở về phòng mình, tiếp tục bế quan tu luyện. Liên tiếp trải qua hơn một ngày lặn lội, theo mọi người không ngừng xâm nhập sâu vào trong sơn mạch, màu xanh óng ánh của nham thạch càng trở nên sâu đậm hơn, chính giữa càng phát ra hàn ý dày đặc. Hàn Lập ngay từ đầu còn có thể tự tu luyện không bị quấy nhiễu, nhưng đến mấy ngày gần đây, dù là hắn lúc này cũng bị sự bốt giá nơi này bao phủ, khiến cho tâm thần không cách nào an ổn, thỉnh thoảng tỉnh lại, đương nhiên cũng không cách nào tiếp tục bế quan tu luyện nữa. Một ngày này trong đêm, hắn lần nữa từ trong tu hành nhập định tỉnh lại, liền đứng dậy đi ra ngoài thạch điện. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, nham thạch trong sơn cốc phản xả ánh trăng phát sáng lành lạnh, ngược lại chiếu dọi đường núi vô cùng rõ ràng, lại tương hợp cùng nhiệt độ trong cốc, càng phát ra lạnh lạnh thêm. Lúc Hàn Lập ngửa đầu nhìn ánh trăng, cốt thiên tầm cũng đã đi ra sau lưng. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện mới mấy ngày không thấy, cốt thiên tầm đã đổi một bộ quần áo hoàn toàn mới, trên vai khoác một kiện da thú lớn khá dày, thoạt nhìn có vẻ mập mạp, nhưng nhiều thêm vài phần dáng vẻ ngây thơ chân thành đáng yêu. Lệ đạo hiểu, người đang nhìn gì đấy? Cốt thiên tầm bị Hàn Lập nhìn, có chút kỳ quái, thích thú mở miệng hỏi bộ áo da thú lớn này là từ đâu ra vậy? Hàn Lập có chút lúng túng hỏi, ngày hôm trước đội ngũ bị một đám yêu thú toàn thân không vảy lại nhiều lông vây công, ta ra tay giết vài đầu, lột ra một đầu trong đó liền làm ra bộ áo này. Làm sao, chuyện đã xảy ra hôm trước ngươi lại không biết? Cốt thiên tầm nhìn Hàn Lập một cái, hỏi, nghe được tiếng động, bất quá khi đó ta đang lúc tu hành mấu chốt, nên không để ý đến. Hàn Lập lưỡng lự một chút, nói ra, lúc ấy hắn vừa vặn đả thông một chỗ huyền khiếu, vì vậy biết là có địch tập kích, nhưng vẫn không có ra tay. Trách không được, chỉ có điều lại nói tiếp, định lực của lệ đạo hữu ngươi thật đúng là bất phàm, gần đây nhiệt độ trong núi đã hạ thấp đến mức như vậy, trong đội ngũ có mấy người ra thịt đều bị đóng băng nứt nẻ, căn bản không dám ngồi yên một chỗ, ngươi lại có thể ngồi một mình bế quan, giỏi lắm. Cốt thiên tầm tán thán, cốt đạo hữu khen chật rồi, đúng rồi, ngày hôm trước yêu thú đột kích có thực lực ra sao? Hàn lập cố ý chuyển chủ đề, hỏi, rất mạnh, so với mấy con gặp trên đường lúc trước thì mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, trong đó bình thường nhất đều là yêu thú huyền giai, hơn nữa số lượng rất nhiều. Trong huyền thành có một tu sĩ do khinh thường, bị một đầu yêu thú thiên giai cầm đầu cắn chúng bắp chân, cuối cùng kéo rơi xuống lưng ô lân tượng, chịu khổ bị xé xác làm thức ăn. Cốt thiên tầm trầm ngâm một lát, nói ra, không thể tưởng được lại xảy ra việc này, lông mày hàn lập cao lại nói. Vì vậy gần đây tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, sợ những thứ yêu thú kia lại lần nữa đột kích cốt thiên tầm gật gật đầu hàn lập nhíu mày nhìn về nơi xa chỉ thấy đội ngũ phía trước đã đi lên một chỗ dốc đứng bắt đầu leo dọc theo một vách núi tựa hồ muốn đi qua một triển núi cao mất phía trước đường phía trước càng ngày càng khó đi rồi hàn lập thu hồi ánh mắt không khỏi cảm thán nói không dễ đi cũng phải tiếp tục đi đã đến nơi này rồi đương nhiên cũng phải tìm ra thứ cuối cùng nhìn xem đại khư trong truyền thuyết này cuối cùng cất giấu kỳ chân dị bảo gì ánh mắt cốt thiên tầm chớp lên nói chỉ mong đừng để cho chúng ta thất vọng, cũng đừng như kỳ danh, thật sự là một tòa phế tích mới tốt. Hàn lập cười cười nói, mỏ quả đen, cốt thiên tầm chừng hàn lập một cái, quay người đi vào trong thạch điện. Hàn lập thu hồi vẻ tươi cười, nhìn qua hướng thâm sâu tối tăm phía trước, ánh mắt chấp động mấy cái, cũng không biết đang suy nghĩ gì. chương 921, đặc lập độc hành, theo đội ngũ không ngừng tiến lên, một đoàn người dần dần đi lên cao. Ngày thứ hai khi mặt trời lên, đoàn người mới đi dọc theo vách đá lên tới gần giữa sườn núi của một ngọn núi cao ngàn trượng. Càng lên cao, con đường càng trở nên gian nan chật hẹp, một đầu lân thú cùng một đầu khôi lỗi đi ở đằng trước, cơ hồ là một bên mở đường một bên tiến lên, tốc độ tự nhiên không thể nhanh được. Đám người huyền thành cơ hồ đều đứng trên lưng lân thú, thần sắc từng người đều ngưng trọng. Âm ầm từng đợt thanh âm trầm đục tựa như như sấm sét không ngừng từ dưới khe rãnh vách núi đá truyền lên. Đám người nghe được tim đập nhanh không thôi, nhao nhao nhìn xuống dưới. Ngay sau đó, chỉ thấy dưới sơn cốc có một trận xương trắng bốc lên, tốc độ mãnh liệt đến cực điểm, theo đó là tiếng oanh minh vang lên không ngừng. Trong xương trắng phía dưới, từng đoàn từng đoàn phong nhận cuồng bạo cuộn lên, ở trong đó ẩn chứa khí băng hàn thấu xương cuồn cuộn tới. Lại tới, cẩn thận, cũng không biết là ai hô lên một tiếng, huyền khiếu trên thân mọi người sáng lên, nhao nhao xuất thủ. Chỉ thấy đoạn thông đứng trên lưng một đầu ô lân tượng, nâng tay phải luyện thần thông thông huyền tí lên, nắm quả đấm to lớn thật chặt, lui ra sau một bước bỗng nhiên đập xuống đoàn xương trắng đang cuộn đến âm um, hư không chấn động mạnh một cái ngay đỉnh nắm đấm đoàn thông tựa như bao phủ một tầng vòng xoáy tinh quang làm hư không trước người gã bỗng nhiên bị đè ép tới trước hóa thành một cỗ cự lực to lớn như khai sơn lập địa đập xuống dưới nguồn lực lượng này cùng xương trắng bị cuồng phong thổi tới kia đột nhiên đánh vào nhau đồng thời tán loạn ra trên lưng một đầu ô lân tượng cách đó khá xa tên thiếu niên mặt heo phương thiền nhìn có chút ngu ngơ kia tay trái đang cầm một đùi yêu thú được nướng chín, miệng đang cắn xé khối thịt lớn, bắt đầu nhai nuốt. Chân thú rõ ràng đã triệt để lạnh lẽo, phía trên có lớp mỡ trắng đã đông lạnh lại, nhìn có chút buồn nôn, nhưng Phương Thiền lại không thèm để ý chút nào, vui vẻ ăn ngon lành. Khóe mắt y liếc thấy một đoàn xương trắng đang bay vụt đến bên này, lông mày hơi nhăn lại, giống như đang ăn ngon mà bị quấy dày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Bỗng nhiên, chỉ thấy trong đôi mắt y lóe lên hàn quang, thu chân thú trong tay lại, quay người về phía đoàn xương trắng, bỗng nhiên há miệng phát ra một tiếng kêu to bén nhọn. Một cỗ sóng âm cường đại không gì sánh được, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được không ngừng phóng đại ra, trùng kích về hướng đoàn xương trắng kia. Hai thứ va chạm nhau, đám xương mù màu trắng và cỗ sóng âm va chạm tung tóe ra, hóa thành một mảnh vũ khí mịt mờ tỏa ra tứ phương. Hàn Lập đứng từ xa nhìn xương mù chưa tan hết kia, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng dị sắc, đột nhiên hét lớn. Cẩn thận, tiếng hét còn chưa dứt, trong sương mù mịt mờ kia liền có một bóng đen lao nhanh ra, ngay sau đó hiện ra một đầu lân mãng to lớn, mở ra miệng to như chậu máu, cắn xuống đầu phương thiền. Thân thể lân mãng ẩn dưới vách núi trong sương mù, nhưng cái đầu lâu nhô ra cơ hồ to bằng một đầu ô lân tượng. Lúc nó mở cái miệng rộng tựa như có thể nuốt cả đầu ô lân tượng vào trong bụng. Phương thiền ngày thường nhìn như ngu dại, giờ phút này cả người lại nhanh nhẹn vạn phần, ngay lúc hàn lập nhắc nhở, thân hình đã phóng vọt lên không trước khi đầu lân mãng kia lao đến rồi bỗng nhiên gã há to miệng hướng xuống dưới gầm lên một tiếng ngao một tiếng này vang lên chỉ thấy từng vòng từng vòng ánh sao màu trắng như thực chất từ trong miệng phun ra hóa thành từng vòng từng vòng ba động cường đại lấy mắt thường có thể thấy được xông tới đầu lâu lân mãng đỉnh đầu lân mãng nổ tung ầm ầm thành một đám huyết hoa mảng lớn lân phiến bắn ra đầu lâu rơi đập ầm ầm vào trên lưng ô lân tượng rầm rầm một trận vang lên thạch điện màu đen trên lưng ô lân tượng bị nện đến vỡ nát loạn thạch ngói vỡ rơi xuống đầy đất hai gã tu sĩ Bạch Nham Thành ở chung một thạch điện cùng với Phương Thiền cũng vội vàng từ trên lưng voi nhảy vọt lên, leo lên vách núi cao chót vót. Vách núi dưới thân ô lân tượng bị nện chúng rung động ầm vang, cuối cùng không chịu nổi sức nặng trực tiếp sụp đổ. Trong lúc kinh hoàng do chân trước bị hụt vào khoảng không, thân thể cao lớn của ô lân tượng đột nhiên lùi về sau, đâm vào một đầu khôi lỗi lân thú phía sau. Khôi lỗi lân thú đứng không vững trong khi vách núi dưới chân nó lại sụp đổ khiến cả người nó theo vết nứt của tinh nham lam thạch mà bị trượt xuống dưới. Đứng trên lưng khôi lỗi là hai nữ tử váy đen mặt đeo lụa mỏng, hai tay không ngừng vung vẩy trong hư không, trên cánh tay giữ chặt lấy hai cốt hoàn màu trắng, phía trên dạng rỡ tinh quang, lấp lóe không ngừng. Khôi lỗi lân thú to lớn kia là một đầu man hùng, chỗ ngực có một vòng thú hạch hình khuyên đang phát sáng quang mang, bốn vó dẫm lên nham thạch đang không ngừng trượt xuống, ra sức leo về phía trước, ý định trở lại vách núi, nhưng mà tốc độ loạn thạch vỡ nát sụp đổ thực sự quá nhanh, man hùng lân thú mặc dù ra sức leo trèo lên, vẫn không thể tránh bị trượt xuống dưới. Mắt thấy khôi lỗi lân thú sắp bị loạn thạch không ngừng sụp đổ vùi lấp xuống dưới, rốt cuộc hai nữ tử váy đen đứng trên đó quyết định bỏ qua, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, bay hướng lên trên vách núi. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, con lân máng bị phương thiền đánh rất khi nãy, không biết tại sao đột nhiên lại ngẩng đầu lên, miệng to như chậu máu bỗng nhiên há ra, trong miệng nổi lên một trận quang mang băng lam, từng tia từng sợi hàn khí màu lam thẩm thấu cốt tủy lập tức tuôn trào ra trong hư không rung động ken kết, phảng phất không khí đều bị một đông kết về hướng hai nữ tử kia. Hai nữ tử khôi thành thân hình vừa mới vượt lên dốc đá, liền thấy một mảnh hàn khí bao phủ từ trên đầu xuống, vội vàng vung song trưởng lên, đánh về phía mảnh hàn khí màu lam kia. Ánh mắt hàn lập quét qua, liền thấy trên tay hai người này có không ít huyền khiếu sáng lên, có thể thấy được hai người cũng đã từng khổ công tu luyện huyền khiếu. Nhưng mà, cuối cùng lực lượng cũng không thể so với đoạn thông và phương thiền, vung lên chỉ đánh tan một ít hàn khí màu lam, thân hình chưa kịp xuyên qua, hạ thân liền truyền đến một mảnh băng hàn thấu xương, đúng là nửa thân thể đã bị đông cứng rồi. Sau đó, hai người này lập tức mất năng lực hành động, thân thể không tự chủ được lần nữa rơi xuống phía dưới vách núi. Hàn lập thấy thế, lông mày hơi nhăn lại, thân hình chấp động một cái, liền ngay tại chỗ biến mất không thấy. Cốt thiên tầm đang muốn mở miệng ngăn cản thì đã muộn chỉ nghe trong hư không vang lên trận trận thanh âm nổ đùng 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 là do chân hàn lập đạp vào hư không thân hình hắn đuổi sát theo hai nữ tử huyền khiếu trên hai chân hắn sáng rõ quang mang tốc độ nhanh đến cực điểm chấp liên tục mấy cái đã đi tới bên người hai nữ tử váy đen một trái một phải nắm lấy cánh tay của các nàng thân hình ở trong hư không nhảy vọt không ngừng hai ba lần liền trở về trên vách đá dựng đứng lúc này tên thanh niên tuấn mỹ khôi thành lưng đeo song kích kia cũng đã dẫm lên vách đá bay vút tới lúc phát hiện hàn lập cứu hai người trong mắt của gã rõ ràng hiện lên vẻ ngạc nhiên lập tức quay người rút một cây đoàn kích phía sau lưng cơ bắp trên cánh tay nổi lên đột nhiên ném tới phía trước hô một tiếng hú gọi sau khi thanh bạch cốt đoàn kích được phóng ra xẹt qua giữa không trung một vệt ngân quang sáng người như một dòng ngân hà vắt ngang qua vậy ở trong tản mát ra một trận ba động tinh thần chi lực mãnh liệt chỉ thấy lúc ngân quang tinh thần kia hiện lên thanh đoàn kích kia trong nháy mắt đâm vào đầu lâu lân mãng cơ hồ im ắng chui vào trong lại phốc một tiếng, xuyên qua đầu lâu vọt ra đằng sau. Chỉ thấy khóe miệng thanh niên Tuấn Mỹ kia khẽ nhếch, hai ngón tay nhẹ nhàng hất lên trên. Xuy, một thanh âm xé rách huyết nhục vang lên, một sợi tinh tuyến màu trắng trên đoàn kích bỗng nhiên xẹt qua, đầu lâu lân mãng kia tựa như dưa hấu bị bổ ra. Thanh niên Tuấn Mỹ tiện tay kéo một cái, đoàn kích kia liền siêu một cái bay vụt về, bên thân kích còn có phong nhận hình nguyệt nha, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, lại treo một viên thú hạch lớn chừng quả đấm thân thể lân mãng khổng lồ trượt xuống dưới vách núi, thanh niên Tuấn Mỹ quay người đi vào bờ sườn núi, tiếp nhận hai nữ tử váy đen từ trong tay Hàn Lập, cười nói tại hạ chắc qua, đa tạ đạo hữu viện thủ, không biết xưng hô như thế nào. Lệ phi vũ, Hàn Lập nói ra, viên thú hạch địa giai này, xem như tạ lễ, xin vui vẻ nhận cho. Thanh niên Tuấn Mỹ tên chắc qua tiện tay ném viên thú hạch lân mãng kia tới, nói ra. Hàn Lập cũng không từ chối, tiếp lấy, sau đó ôm quyền, quay người lướt về phía cốt thiên tầm bên này người này có chút y tứ trên mặt trác qua hiện ý cười nói một tiếng lập tức mang theo hai nữ tử quay về mắt thấy hàn lập rơi trên lưng ô lân tược lông mày cốt thiên tầm nhíu chặt nói lệ đạo hiếu người quá lỗ mãng thế nào lông mày hàn lập nhíu lại hỏi chúng ta với khôi thành trung quy là đối thủ một mất một còn người dù không muốn xuất thủ tàn sát cũng không nên cứu giúp bọn hắn bởi như vậy những người khác chỉ sợ là sẽ xem ngươi là phản đồ rồi. Cốt thiên tầm truyền âm nói ra, Hàn Lập nhìn bốn phía, quả nhiên thấy người huyền thành ở xa xa, nhao nhao thần sắc bất thiện nhìn về phía hắn bên này, chỉ có thiếu niên mặt heo phương thiền kia, tét miệng cười với hắn, cũng không biết là do tướng khờ khạo, hay là cảm kích trước đó Hàn Lập nhắc nhở gã. Hàn Lập thu hồi ánh mắt, lúc này mới giật giật khóe miệng, truyền âm trả lời cốt thiên tầm, tình thế nơi này thay đổi trong nháy mắt, nếu song phương còn không chịu hợp tác, chỉ sợ kết quả là sẽ không chiếm được thứ gì tốt. Trên thực tế, tại huyền thành một mực tìm không thấy tin tức liên quan tới tử linh, hắn nhớ đến năm đó ở trong chỗ hang núi kia phát hiện di hài khôi lỗi, liền ao y đoán nàng có khả năng rơi vào trong tay người khôi thành. Trải qua mấy ngày nay, hắn vẫn muốn thông qua khôi thành bên kia tìm hiểu một chút tin tức, đáng tiếc phần lớn thời gian đối phương đều bí ẩn không ra, hai chi đội ngũ lại không đi gần nhau, căn bản hắn không cách nào điều tra được. Bây giờ có cơ hội giúp khôi thành một chuyến, Hắn đương nhiên sẽ không buông tha, làm gì còn quan tâm đến chuyện đắc tội Huyền Thành hay không. Trải qua một phen dày vò này, hai chi đội ngũ càng trở nên cẩn thận hơn, một mực nghiêm mật chú ý đến động tĩnh dưới vách núi. Dù như vậy, vẫn bị mấy trăm đầu băng hàn lân thú giống như loài tuyết báo tập kích mấy lần, tiến lên cực kỳ gian nan. Cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, sau khi bọn hắn đi qua ngọn núi này, đi dọc theo một đường sơn phong phía trước, rốt cuộc đi vào sâu trong sơn mạch tới trước một hẻm núi cực lớn. Hàn Lập cùng đám người huyền thành tách ra với đám người khôi thành, lấy miệng hẻm núi làm ranh giới, trái phải chia hai bên cắm xuống doanh trại. Bên trong hẻm núi, một bên vách đá u lam, một bên xích hồng, ở trong đều có khí băng hàn cùng nóng rực tỏa ra, mà xuyên thấu vào trong cốc có thể nhìn thấy vực sâu đen kịt kia xuyên dọc toàn bộ hẻm núi, giống như dòng sông đen cắt ở chính giữa. Bốn phía hắc huyên đồng dạng bao phủ dày đặc kẽ nứt không gian, hội tụ cùng một chỗ, thoáng như phong bạo. Chương 922, cùng tạo tinh chu nhá nhem tối hàn lập và cốt thiên tầm rời khỏi doanh trại cùng đi tới lối vào hẻm núi ách thành chủ đã dẫn lục hoa phu nhân đi gặp xa tâm thành chủ bàn bạc rồi sao ánh mắt hàn lập quét về phía chỗ sâu trong hẻm núi đột nhiên mở miệng hỏi đúng vậy bọn họ để cho chúng ta đóng quân dựng trại sau đó không bao lâu liền đồng loạt rời đi cốt thiên tầm cũng nhìn lên hẻm núi trước mắt nói ra xem ra là muốn đột phá cửa khẩu từ chỗ này rồi hàn lập trầm ngâm một lát chậm rãi nói ra Hoàn cảnh nơi đây đặc thù, không gian phong bạo so với nơi khác yếu hơn không ít. Cốt Thiên Tầm từ chối cho ý kiến nói, ầm ầm ầm, Cốt Thiên Tầm vừa dứt lời, một hồi tiếng vang như sấm liên tục vọng ra từ trong hẻm núi. Hai người nghe tiếng, đồng thời nhìn xung quanh hẻm núi, chỉ thấy bên trong đang có từng đạo hỏa diễm đỏ thẫm bay lên từ đại địa, lại có từng trận hàn phong màu lam gào thét bay ra, cả hai giao thoa với nhau, lập tức phát sinh phản ứng dữ dội giống như chảo dầu sôi bị vẩy nước băng hỏa lưỡng trọng thiên kích động kịch liệt, từng luồng gió lốc màu trắng với khí thế đáng sợ từ đó sinh ra, quét ra bốn phía. Do hai bên hẻm núi chật hẹp giáp công, cỗ gió lốc màu trắng này bay thẳng lên phía trên hẻm núi, lại có thể chống được cỗ không gian phong bạo phía trên khiến nó tản mỏng ra không ít. Lợi dụng cơn lốc này tạo ra thông đạo, đúng là có được tỷ lệ thông qua nhất định, nhưng nguy hiểm vẫn rất lớn, dù sao nếu dựa vào huyết nhục thân thể chúng ta mà cưỡng ép xông qua, hơn phân nửa chỉ có con đường chết. Hàn lập cao mày nói. Thật ra ngươi không cần quá lo lắng, Ách thành chủ đã mang chúng ta tới chỗ này, hẳn là đã có chuẩn bị, nhất định sẽ không để cho chúng ta dùng thân thể vượt qua. Chờ gặp mặt bọn họ trước, sau đó sẽ rõ phương pháp vượt qua chỗ này thôi. Cốt Thiên Tầm khẽ cười nói, "Ha ha, ta sẽ không rảnh rỗi lo lắng chuyện này nữa." Hàn Lập vừa cười vừa nói, thân sắc trên mặt hắn hoàn toàn buông lỏng, ánh mắt lại xuyên thấu qua điểm yếu không gian phong bạo nhìn tới một chỗ khác ở Hắc Uyên kia, thấy được một mảnh đại lục tản ra bạch sắc quang mang. Chỗ đó chính là đại khư sao. Thời gian một đêm qua đi rất nhanh, vừa dạng sáng ngày thứ hai, đám người Hàn Lập vừa mới từ trong lều vải ra ngoài, liền được triệu tập tới một chỗ đất trống. Tin tưởng mọi người đều đã thấy được nguy hiểm của Hắc Uyên, chỉ dựa vào lực lượng một thành như huyền thành chúng ta, muốn vượt qua quá mức khó khăn, chỉ có cách hợp tác hai thành mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Lấy đại sự làm trọng, Kế tiếp các ngươi cần phải thu liếm hành vi, không được để xảy ra mâu thuẫn với người Khôi Thành, mọi thứ trở tiến vào đại khư rồi hãy tính." Ách Quái nhìn mọi người Huyền Thành, trầm giọng nói ra. Mọi người nghe vậy, mặc dù có không cam lòng, nhưng cũng không có dị nghị gì, nhao nhao lên tiếng phụ họa. "Xin hỏi thành chủ, chúng ta phải vượt qua Hắc Uyên như thế nào?" Bạch Nham thành chủ Tôn Đồ hỏi, những người khác cũng nhìn qua, không gian phòng bạo phía trên không Hắc Uyên tuy rằng thưa thớt, nhưng vẫn nguy hiểm vô cùng. "Ha ha các người yên tâm ta đã sớm thương lượng tốt mọi thứ với lục hoa đạo hiếu và thành chủ khôi thành sa tâm rồi ách quái cười nhạt một tiếng nhìn lục hoa phu nhân bên cạnh một cái giống như chư vị đã thấy nguy hiểm ở hắc uyên chủ yếu là lực cắn nuốt mạnh mẽ còn có không gian phong bạo phía trên cũng may là hoàn cảnh chỗ này đặc thù khiến cho không gian phong bạo thưa thớt hơn rất nhiều lão phu cùng ách thành chủ khôi thành sa tâm sau khi thương lượng thiết kế ra một chiếc tinh chuẩn phi chu có ta am hiểu cấm chế tinh thần thêm lực lượng cơ quan khôi lỗi khôi thành, đủ để đi qua Hắc Nguyên Lục Hoa phu nhân tiến lên một bước, nói ra, mọi người huyền thành nghe nói thế, tuy rằng trong lòng không cảm thấy chắc chắn, nhưng cũng nhao nhao gật đầu. Bản thể tinh chuẩn phi chu, giao cho người khôi thành làm ra, huyền thành chúng ta thì phụ trách khắc cấm chế trên phi chu. Kế tiếp các người đều phải làm việc theo phân phó của Lục Hoa đạo hữu. Ách quái phân phó nói, mọi người huyền thành nghe vậy, cùng hô lên đáp ứng. Ách quái cũng không nói gì nữa, thấp giọng dặn dò lục hoa phu nhân một chút, liền không để ý tới bên này nữa, gọi bốn vị thành chủ thần dương qua một bên, truyền âm bàn bạc công việc. Cùng lúc đó, chỗ khôi thành kia cũng bắt đầu bận rộn, chỉ thấy họ dọn dẹp ra một mảnh đất trống lớn, lấy ra các loại tài liệu bắt đầu chế tác phi chu. Hai mắt hàn lập nhìn qua năm người ách quái, còn có khôi thành chỗ kia, ý niệm trong đầu chuyển động. Nhưng mà rất nhanh hắn liền thu hồi tâm tư, bởi vì lục hoa phu nhân đã bắt đầu phân phó công việc cho bọn hắn lục hoa phu nhân đưa tay liên tục chỉ về phía mọi người chọn ba bốn người nói khắc lục cấm chế trận văn cần phải sử dụng một loại tinh dịch đặc thù mấy người các ngươi phụ trách điều phối tài liệu và phương pháp điều phối đều ở trong đây vâng mấy người cùng kêu lên đáp lại về phần mấy người các ngươi xử lý những tài liệu này lục hoa phu nhân lại nhìn mấy người khác phân phó nói hai người các ngươi lục hoa phu nhân tiện tay chỉ điểm rất nhanh đã phân phối xong nhiệm vụ cho mọi người huyền thành mọi người lập tức bắt đầu bận rộn công việc. Riêng có bốn người bị lưu lại ngay tại chỗ, chưa hề được sai khiến nhiệm vụ nào, Hàn Lập chính là một trong số đó, Hiên Viên Hành cũng ở trong đó. Hai người khác, một trong số đó là một gã thanh niên dáng người cao gầy, tóc vàng, người này là thuộc Hạ Bạch Nham Thành, còn người kia là Nam Tử Mập Lùn Huyền Thành. Hàn Lập cũng chưa quen thuộc với hai người này, vẻn vẹn trên hội võ Nam Thành chỉ biết rõ tên hai người, người Bạch Nham Thành nọ gọi là Lữ Cương, Nam Tử Mập Lùn Huyền Thành gọi là Lương Phiệt lục hoa tiền bối bốn người chúng ta phải làm cái gì hàn lập hỏi ta nhìn ra được bốn người các ngươi có lực lượng thần thức tương đối khổng lồ công việc của các ngươi là trọng yếu nhất giúp ta khắc lục cấm chế trận văn lục hoa phu nhân nhìn bốn người một cái nói ra hàn lập nghe nói thế trong lòng mừng thầm hắn có chút hiếu kỳ đối với đám người lục hoa phu nhân thiết kế tinh chuẩn phi chu này phụ trách khắc lục trận văn thì có thể tiếp xúc gần hơn với phi chu này rồi đây chính là chỗ quan trọng của luyện khí chi đạo Lục hoa tiền bối, cũng không phải là tại hạ từ chối, ta rốt đặc cán mai đối với việc luyện khí, khắc lục trận văn chính là chuyện cực kỳ trọng yếu, tại hạ thực sự không có nắm chắc, nếu như khắc lục xảy ra điều gì sơ suất, chỉ sợ làm lỡ mất đại sự. Theo ta được biết, trong những người đồng hành khác có mấy vị đạo hữu nghiên cứu qua luyện khí chi đạo, chỉ bằng đổi lại để bọn hắn tương trợ ngài A. Hiên viên hành lại trần chờ một chút, chắp tay nói ra. Hừ, khắc lục trận văn tinh thần ta yêu cầu rất cao đối với thần thức, ngươi cho rằng tùy tiện am miêu a à cầu cũng có thể làm sao trừ bốn người bọn ngươi ra đoán chừng cũng chỉ có lực lượng thần thức tứ đại thành chủ đạt tới yêu cầu nếu ngươi không muốn làm việc này thì đi qua bảo thần dương thanh dương thành các ngươi thay thế ngươi đi quái nhãn lục hoa phu nhân khẽ đảo hết sức bất mãn nói lục hoa tiền bối vãn bối tuyệt không có ý lười biếng thật sự là tại hạ sợ tay chân vụng về làm lỡ đại sự của ngài vẻ mặt hiên viên hành kinh hoàng liên tục chắp tay nói yên tâm đi ta sẽ không để các người khắc lục trận văn quá phức tạp, giao cho các người đều là một phần nhỏ công việc, lấy lực lượng thần thức của các ngươi cộng thêm chỉ điểm của ta đủ để đảm nhiệm. Lục Hoa phu nhân chứng kiến dáng vẻ khẩn trương của Hiên Viên Hành trong lòng vui lên, sắc mặt hơi thu liếm, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Hiên Viên Hành nghe vậy không nói gì nữa, sắc mặt hai người còn lại cũng buông lòng. lo lắng của ngươi cũng không phải không có lý, khắc lục trận văn bên trong tích lân không cảnh khác biệt với bên ngoài quả thực cũng cần nắm giữ một ít kỹ xảo mới có khả năng đảm nhiệm như vậy đi các người tới đây trước luyện tập một chút lục hoa phu nhân hơi trầm ngâm gật đầu nói lão gọi bốn người qua một bên rồi lấy ra bốn cây cốt bút to bằng ngón tay dài nửa thước giao cho bốn người hàn lập nhận lấy một cây cốt bút vật này rất giống với phủ bút sử dụng vẽ phù một đầu sắc bén tựa hồ dùng hàm giang lân thú nào đó chế tạo bên trong mơ hồ có thể thấy một đường ống rỗng vô cùng nhỏ bé đầu kia lại là một vật trong suốt hình dạng như viên nang, bên trong chứa một ít chất lỏng màu bạc tản mát ra lực lượng tinh thần ba động nhẹ nhẹ. Bút này tên là tinh lan bút, chất lỏng bên trong chính là tinh dịch mà ta vừa mới nói, bên trong tích lân không cảnh không cách nào sử dụng tiên linh lực, vì vậy lúc khắc lục trận văn, cần phải dùng thần thức dẫn tinh dịch rót vẽ trận văn liên tục. Bên trong ngọc giản này là một ít phù văn tinh thần đơn giản nhất, các người trước thử nghiệm khắc lục ở trên ngọc bản này. Lục Hoa phu nhân lấy ra bốn miếng ngọc giản đưa cho bốn người, vừa mang tới một ít ngọc bản màu trắng giao cho bốn người. Ánh mắt Hàn Lập sụp xuống, thần thức lập tức chui vào bên trong ngọc giản, bên trong quả nhiên có một ít phù văn tinh thần, chỉ có điều những thứ phù văn này thoạt nhìn đều rất phức tạp, khác hẳn với bất luận phù văn gì hắn thấy qua trước đó. Phù văn tinh thần của ta khác biệt với trận văn phía ngoài, lúc bắt đầu khắc lục có chút khó khăn, sau đây ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một ít kinh nghiệm. Thần Tình Lục Hoa phu nhân trở nên trịnh trọng, truyền âm bắt đầu dạy bảo bốn người. Bốn người vội vàng tập trung tư tưởng suy nghĩ yên lặng lắng nghe. Trọn vẹn hơn một canh giờ sau, lục hoa phu nhân mới ngừng dậy bảo. Hàn lập vốn có nền tảng không kém với luyện khí chi đạo, phù văn tinh thần tuy rằng quái dị, hắn ngược lại lĩnh ngộ rất nhanh. Ba người hiên viên hành đều không có kinh nghiệm luyện khí, vì vậy tốc độ học thua xa so với hàn lập, nhưng bọn họ dù sao cũng đều là những người có tu vi cao thâm, dần dần cũng nắm giữ bí quyết trong đó. Do lục hoa phu nhân đã sắp đặt, bốn người mỗi người lấy ra một khối ngọc bản, bắt đầu khắc họa lên thần thức hàn lập chui vào bên trong tinh lan bút thúc giục tinh dịch bên trong đồng thời cổ tay di chuyển khắc lên trên ngọc bản một tia sáng bạc từ ngòi bút chảy kéo dài xuống khắc lên trên ngọc bản trong mắt hắn chợt lóe sáng khi lấy thần thức thúc giục tinh dịch trong tinh lan bút thần thức tiêu hao tương đối lớn tinh lan bút tựa như một vòng xoáy nhỏ không ngừng hấp thu lực lượng thần thức của hắn chỉ có điều lực lượng thần thức của hắn cực kỳ khổng lồ loại tiêu hao trình độ này hắn còn có thể chèo chống được Thần tình hắn chuyên tâm bình tĩnh, cổ tay mềm mại như không xương nhanh chóng di chuyển, đường vân màu bạc trên ngọc bản dần dần gia tăng, rất nhanh tạo thành một phù văn tinh thần nguyên vẹn. Cuối cùng một nét khắc lục hoàn tất, toàn bộ phù văn tinh thần bỗng nhiên sáng ngời, nhưng lập tức nhanh chóng ảm đạm xuống, khôi phục như thường, rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ lực lượng cấm chế vô hình chảy xuôi trong đó. A, à, nhanh như vậy đã hoàn thành rồi, xem ra ngươi thật sự có tài ở mặt luyện khí. Trên mặt Lục Hoa phu nhân hiện lên một tia kinh ngạc. Trước kia quả thực có nghiên cứu qua, Hàn Lập cũng không có cấm kỵ, nói ra, phi tinh phù văn này người khác cũng không tệ lắm, lực lượng tinh thần phân bố vô cùng đều, không có bất cứ vấn đề gì, người có thể thử nghiệm phù văn phức tạp hơn rồi. Lục Hoa phu nhân cầm ngọc bản của Hàn Lập lên nhìn nhìn, nói ra. Hàn Lập gật gật đầu, thần thức chui vào bên trong ngọc giản, đi nghiên cứu phù văn phức tạp hơn. So với Hàn Lập, ba người hiên viên hành kém hơn không ít, sau khi thử 4 năm lần, mới khắc xuất ra một cái phù văn tinh thần Lục Hoa phu nhân kiềm chế nhẫn nại, chỉ điểm kỹ càng chỗ thiếu sót của ba người, nên kỹ nghệ ba người cũng nhanh chóng tiến bộ. Mà Hàn lập lại lĩnh ngộ cực nhanh những phù văn tinh thần kia, ngoại trừ một ít khó khăn bình cảnh, những chỗ khác căn bản không cần Lục Hoa phu nhân chỉ điểm, làm cho lão bớt lo không ít. Chương 923, thân ảnh màu tím, trong nháy mắt đã trôi qua hơn nửa tháng, người khôi thành làm việc rất nhanh, cuối cùng cũng làm xong khung chính của phi thuyền tinh chuẩn tuy là còn cách một đoạn thời gian ngắn nữa mới hoàn thành chỉnh thể bộ phi thuyền nhưng cấm chế trên phi thuyền hiện giờ cũng cần bắt đầu bố trí đây là bản vẽ phi thuyền tinh chuẩn trước tiên các ngươi hãy nhìn một chút đi đã rồi sau đó ta giảng giải cho các ngươi hừ coi như các ngươi gặp may đó nếu không ngày thường mà muốn nhìn bản vẽ của lão phu cũng không có cửa đâu lục hoa phu nhân lật tay lấy ra bốn khối ngọc giản đưa cho bốn người bọn hắn trong miệng chật chật nói ra làm bộ dáng như bọn hắn đã chiếm đại tiện nghi vậy Ba người hiên viên hành gượng cười, nhưng cũng không dám nói gì, mà bắt đầu nghiên cứu kỹ nội dung trong bản vẽ. Thần thức hàn lập chui vào trong ngọc giản, phát hiện trong bản vẽ khắc hình chiếc phi thuyền giống như con chim đang bay, bên cạnh viết tràn ngập rất nhiều ghi chú, còn có từng cái phù văn tinh thần, hợp thành một bộ đồ phổ tinh thần cấm chế tinh diệu không gì sánh bằng. Hắn thấy vậy, ý niệm trong lòng quay cuồng, những ngày này, hắn đi theo lục hoa phu nhân học tinh thần cấm chế, cũng coi như có chút sở thành, cộng thêm hiểu biết về luyện khí của hắn trước kia, cũng đã có thể hiểu sơ qua bộ cấm chế tinh thần này. Bộ tinh thần cấm chế này, dường như không phải dùng cho phòng ngự, mà ẩn hàm năng lực triệu hoán. Hàn lập quan sát một lát, âm thầm nói ra, tu vi về cấm chế của ba người hiên viên hành không đủ, xem cấm chế trong ngọc giản mà không hiểu cái gì, chỉ có thể chậm chạp tìm hiểu mấy thứ lặt vặt mà thôi. Tốt, hiện giờ ta sẽ giảng giải một vài yếu điểm các nơi trong bộ tinh chuẩn cấm này. Lục Hoa phu nhân đợi một khắc đồng hồ sau, Trật gián đoạn suy nghĩ của bốn người bọn hắn, rồi bắt đầu giảng giải cấm chế trong Ngọc Giản. Hàn Lập nghe vậy, vội ngưng thần lắng nghe. Hắn đối với bộ cấm chế này vốn đã có lĩnh ngộ, nhưng sau khi Lục Hoa phu nhân giảng giải qua một lần, những cái mà hắn hoang mang chưa rõ trong lòng liền trở nên sáng tỏ thông suốt. Thế nhưng nền tảng của ba người hiên viên hành quá kém, cho nên mặt vẫn lộ vẻ mơ hồ. Có lẽ vì cân nhắc lý do nào đó, mà giờ phút này Lục Hoa phu nhân rất là kiên nhẫn, cẩn thận giải thích mấy lần cho ba người bọn hắn lúc này ba người bọn hắn mới đại khái biết rõ bộ cấm chế này. tốt, đi thôi. lục hoa phu nhân chừng mắt nhìn ba người một cái, rồi mang theo bọn hắn đi đến chỗ phi thuyền. người khôi hành vẫn bận rộn ở chỗ này, nhìn thấy năm người hàn lập tới, mặc dù trong mắt vẫn mang theo một tia thù địch, nhưng cũng không có ngăn cản. lục hoa đạo hiếu, còn có mấy vị đạo hiếu, các ngươi đã tới, hiện giờ bọn ta đã dựng xong khung chính của phi thuyền tinh chuẩn rồi, kế tiếp liền nhìn thủ đoạn của các ngươi. một thanh niên đi tới chính là gã trẻ tuổi Tuấn Mỹ mặc áo giáp màu đen tên là Trác Qua, mỉm cười nói ra. Không dám, sắc mặt lục hoa phu nhân lạnh nhạt gật đầu, không để gì tới người này, mà phân phó bốn người hàn lập. Ta sẽ phụ trách chủ trận văn trên Long Cốt, Lệ Phi Vũ, kỹ nghệ khắc trận văn của người cao nhất trong bốn người, người sẽ phụ trách dây thuyền trái, Lữ Cương cùng Lương Việt sẽ phụ trách dây thuyền phải, còn Hiên Viên Hành phụ trách đuôi thuyền. Vâng, mấy người bọn hắn đáp lại, mỗi người đều bắt đầu bận rộn. Trác qua như bị phớt lờ, nhưng trên mặt cũng không có tức giận, mà vẻ mặt vẫn duy trì bộ dáng tươi cười. Ánh mắt của gã đảo qua, thấy được Hàn Lập, chợt cười với Hàn Lập, rồi lên tiếng chào hỏi, lệ đạo hiếu, lại gặp mặt. Sau này cả hai chúng ta chỉ sợ còn phải hợp tác không ít à. Hàn Lập nhìn về phía thanh niên Tuấn Mỹ gật đầu nhẹ, nói ra. Hợp tác vui vẻ, vẻ mặt chắc qua lộ ra nụ cười càng đậm. Mặc dù hai người Hàn Lập không nói hơn mấy câu, vậy mà lại hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác xung quanh. Trong đám người khôi thành, ngoại trừ hai nàng nữ tử váy đen được hàn lập cứu trước đây ra thì phần lớn ánh mắt đều lộ ra vẻ lạnh nhạt trong đó còn ẩn chứa vẻ thù địch mà lông mày của mấy người hiên viên hành cũng vì vậy mà nhíu lên khiến cho bầu không khí xung quanh lập tức có chút khẩn trương lệ phi vũ đừng có đứng đó nói chuyện nữa mau làm việc đi vẻ mặt lục hoa phu nhân trực tiếp trầm xuống quát hàn lập chẳng hề để ý tới mà cười cười với trác qua rồi mau chóng đi đến bên cạnh chiếc phi thuyền bắt đầu khắc họa trận văn Đám người xung quanh thấy vậy, mới thu lại tầm mắt, lúc này bầu không khí mới từ từ thả lỏng. Trác Qua không có đứng ở đây nữa, mà quay người thấp giọng bàn giao với người Khôi Thành bên cạnh, rất nhanh quay người đi ra. Hàn Lập khắc họa ở một bên, nhưng ánh mắt nhìn vẫn nhìn về phía thân ảnh của thanh niên đã đi xa. Vốn hắn định tìm cách làm quen với người này, thừa cơ tìm chút tin tức liên quan đến Tử Linh, nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là thời cơ tốt. Đang cân nhắc, ánh mắt của hắn tùy ý nhìn về nơi Khôi Thành đóng quân một cái chỉ thấy lều vải nơi đó san sát nhau. Những lều vải kia sử dụng từ một vật liệu đặc biệt, có thể ngăn được thần thức, căn bản muốn dò tình hình trong đó cũng không được. Tuy vậy hắn cũng không có nhụt trí, động tác trên tay không ngừng, trong lòng thì âm thầm tính toán. Năm người hàn lập cùng động thủ một chỗ, hầu như ngày đêm không nghỉ, qua nửa tháng sau, cấm chế trên khung chính của chiếc phi thuyền cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Tuy nhiên đây cũng không có nghĩa là cấm chế trên phi thuyền tinh chuẩn đã xong hơn phân nửa, mà là cấm chế trên khung chính của phi thuyền, hơn nữa đây chỉ là một bộ phận cấm chế của chỉnh thể mà thôi, còn việc trọng yếu phải đợi khi nào hoàn toàn làm xong phi thuyền thì mới có thể triển khai được. Hàn Lập nhanh chóng khắc trận văn, tinh dịch trong tay rất nhanh đã dùng hết, đang muốn đi lấy một chút. Vào đúng lúc đó, một trận tiếng bước chân từ trong doanh trướng khôi thành truyền ra, trong đó còn kèm theo vài tiếng cười to, hơn nữa đây là tiếng của ách quái. Hàn Lập cũng không kinh ngạc, bởi vì nửa ngày trước, ánh quái có mang theo bọn người thần dương đi đến khôi thành để bái phỏng, không biết nói cái gì, mà hiện giờ lão lại cười đùa vui vẻ như vậy, chắc là rất thuận lợi rồi. Rất nhanh, đoàn người ách quái xuất hiện trong tầm mắt của Hàn Lập, sa tâm mang theo chắc qua cùng 4 năm người nữa đưa tiến phía sau. Đột nhiên cả người Hàn Lập cứng đờ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng người màu tím bên cách sa tâm. Thoạt nhìn bóng người này là một nữ tử, dáng vẻ thân hình mềm mại thướt tha, trên đầu mang một cái mũ vành rộng màu đen, rủ xuống một lớp vải đen, che khuất cả khuôn mặt. Mặc dù không nhìn thấy mặt mũi, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy thân hình nàng này giống tử linh đến mấy phần. Trong lòng Hàn Lập hơi động, muốn tìm lý do để đi qua đó một chút, chợt bóng người màu tím kia thấp giọng nói xa tâm cái gì đó, rồi quay người trở về bên trong doanh trướng. Hàn Lập quính lên, vô ý thức mà nhanh chân đuổi theo. Các hạ dừng bước, phía trước chính là doanh địa của khôi thành bọn ta, ngoại nhân đừng vào. Bóng người hoa một cái, một tên trẻ tuổi mặc áo bào màu vàng trống giống xuất hiện trước người Hàn Lập, ngăn trở đường đi của hắn. Hàn Lập dừng bước, ánh mắt híp lại, liền thở nhẹ một hơi, biểu cảm trên mặt lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Tại hạ tìm thần dương thành chủ có một số việc, nhìn thấy hắn đi ra, cho nên ta muốn qua đó tìm gặp mặt hắn, nhất thời lỗ máng, xin các hạ. Trong miệng hắn tạ lỗi, nói được nửa câu chợt im lại, ánh mắt nhìn chầm chầm vào thanh niên mặc áo bào màu vàng trước mắt vô luận hình dáng tướng mạo của người này cùng với người thường không có khác gì nhau nhưng trên người này lại không có khí thức của người thường mà lại giống như một bộ khôi lỗi có chút tương tự với giải đạo nhân thế nhưng bộ khôi lỗi người này tuy trong mắt có thần thái nhưng lại hơi có vẻ khô khan so với giải đạo nhân rõ ràng còn kém hơn một bậc xin mời các hạ lui ra khôi lỗi mặc áo bào vàng từ tốn nói hàn lập nhẹ gật đầu quay người trở về nơi đóng quân huyền thành lấy một bình tinh dịch rồi trở lại phi thuyền tinh chuẩn Lệ Phi Vũ, ta nói thêm một lần nữa, hãy dụng tâm mà khắc họa trận đồ cho ta, đừng có phân tâm vào chuyện khác, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Đột nhiên lục hoa phu nhân chắn trước người Hàn Lập, có chút không vui nói ra. Tiền bối yên tâm, ta phụ trách bộ phận này rất nhanh sẽ hoàn thành. Hàn Lập gật đầu đáp, lộ ra 10 phần cung kính. Lục hoa phu nhân chừng mắt nhìn Hàn Lập một cái, nhưng không có tiếp tục trì hoãn nữa, mà quay người rời đi tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng ta không biết là ngươi đang cố ý tiếp cận người khôi thành hai bên như nước với lửa nếu như bị người ngoài hoài nghi ngươi là nội gian thì đến lúc đó ngươi sẽ gặp rắc rối to đó hàn lập vừa mới cúi người xuống chợt bên tai chuyển đến âm thanh lục hoa phu nhân hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng lục hoa phu nhân một cái liền cúi người bắt đầu công việc bận rộn năm người tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ cuối cùng trước trời tối ba ngày sau cũng đã khắc hỏa hoàn tất toàn bộ trận văn trên khung chính cũng như đạt được sự chấp nhận ban đầu của lục hoa phu nhân tuy là bận rộn nửa tháng nhất là khi khắc tinh thần cấm chế đối với thần thức tiêu hao rất lớn sắc mặt mấy người bọn hắn đều có chút tái nhợt các ngươi cũng đều vất vả rồi trận văn đợt sau cần phải đợi người khôi thành chế tạo hoàn tất phi thuyền tinh chuẩn mới có thể bắt đầu vẽ tiếp được trước khi phi thuyền hoàn thành trong khoảng thời gian này các ngươi hãy cố mà nghỉ ngơi một chút đi lục hoa phu nhân thay đổi cách nhìn với ba người hiên viên hành thái độ ôn hòa không ít vâng Ba người hiên viên hành đáp lại, rồi riêng mỗi người đều tự quay về chỗ ở của mình. Hàn Lập cũng cáo tử với lục hoa phu nhân một tiếng, nhưng lại bị lục hoa phu nhân gọi lại. Lệ tiểu tử, người tiếp xúc người khôi thành, ý định muốn làm cái gì? Lục hoa phu nhân nhìn vào mắt Hàn Lập, vẻ mặt lộ ra trang nghiêm không ngờ. Lệ mẫu cần một loại vật liệu, loại vật liệu này nghe nói chỉ có khôi thành mới có, cho nên tại hạ mới có ý định tiếp xúc người khôi thành một chút, xem thử có thể trao đổi được hay không. Lục hoa tiền bối yên tâm, sau này ta sẽ không làm chậm trễ chuyện chính nữa hàn lập đảo mắt không có nói thật mà tùy tiện nghĩ ra một cái lý do qua loa nào đó hừ ngươi cho rằng lão phu sẽ tin lời ngươi nói sao ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì huyền thành cùng khôi thành chính là tử địch thù hận này tuyệt đối không thể nào hóa giải hiện giờ đang trong hoàn cảnh khó khăn ở ngoài ngoại giới cho nên hai thành mới cùng nhau liên thủ chỉ cần tiến vào trong đại khư thì ngay lập tức cả hai sẽ trở mặt nếu như ngươi thông minh thì đừng có dây dưa với khôi thành nữa nếu không sẽ làm nhiều người tức giận, mặc dù huyền thành rất lớn nhưng cũng sẽ không có đất cho ngươi cắm rùi. Lục hoa phu nhân hừ lạnh một tiếng, nói ra, ánh mắt hàn lập dị động, mặc dù lục hoa phu nhân nói lời lạnh nhạt, nhưng trong đó có ý quan tâm đến an toàn của hắn, trong lòng hắn lập tức ấm áp. Đa tạ lục hoa tiền bối đã chỉ dạy, tại hạ nhớ kỹ. Hàn lập gật đầu nói cảm tạ, lục hoa phu nhân lại hừ một tiếng, quay người đi ra. Hàn lập đứng ngay tại chỗ một lát, rồi cũng quay đầu nhìn vào nơi đóng quân của khôi thành một cái lập tức quay người đi về chỗ ở của mình bóng đêm từ từ tối dần một đạo bóng người mơ hồ lặng lẽ không tiếng động nào từ trong một chỗ lều vải lướt đi tiếp đó ẩn giấu vào bên cạnh ngọn núi trong màn đêm từ từ rời nơi đóng quân của huyền thành lần mò đến doanh trại của khôi thành bóng người mơ hồ này không chỉ mờ ảo vô cùng mà trên người lại không có tản ra bất kỳ khí thức gì phảng phất như một đạo âm hồn bóng người mơ hồ rất nhanh đã đến trước doanh trại của khôi thành chậm rãi từ sau một tảng đá lớn thỏ đầu ra, không ngờ chính là Hàn Lập. Hắn nhìn về phía doanh trại khôi thành, ánh mắt chấp động. Ba ngày trước, khi nhìn thấy bóng người màu tím kia, hắn cứ suy đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng không kìm nén được nỗi lòng, mặc dù biết là nguy hiểm nhưng hắn vẫn tới đây để tìm kiếm. chương 924, giải đạo nhân tới hỏi. Ánh mắt Hàn Lập dò xét bốn phía, âm thầm nghĩ cách lẻn vào. Chỉ thấy bên trong doanh trại khôi thành, vô số khôi lỗi tuần tra xung quanh, còn có hai gã tu sĩ Khôi Thành đang đứng trên hai tòa tháp quan sát, từ trên nhìn xuống giám sát toàn bộ doanh trại, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Lập đang suy tư, đột nhiên có người vỗ nhẹ đầu vai một cái. Cái vỗ này không có chút dấu hiệu nào trước đó, dưới sự kinh hãi, Hàn Lập bỗng nhiên quay người, đồng thời thân hình nhanh như chớp lui về sau. Lui tới một nửa, động tác của hắn đột nhiên dừng lại, khuôn mặt căng thẳng cũng thả lỏng một chút. Một bóng người chẳng biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng Hàn Lập chính là giải đạo nhân. Chớ phát ra động tính, đi theo ta, giải đạo nhân phất phất tay, dẫn đầu đi về hướng sơn mạch nơi xa. Hàn lập nhíu mày, nhìn doanh trại khôi thành một chút, cuối cùng không tiếng động đuổi kịp bước chân giải đạo nhân. Hai người rất nhanh rời khỏi nơi đóng quân của huyền thành, đi thẳng ra thật xa mới ngừng lại. Người muốn đêm tối thăm dò trong doanh trại khôi thành, tìm kiếm tử linh. Giải đạo nhân nhìn về phía Hàn Lập, trực tiếp hỏi. Đúng vậy, Trước đây trong doanh trại khôi thành ta tình cờ thấy một người có chút tương tự với tử linh, không biết có phải nàng hay không. Không điều tra rõ chuyện này, lòng ta khó yên, hàn lập cũng không giấu điều gì. Hồ đồ, trong tích lân không cảnh không cách nào sử dụng tiên linh lực, che giấu khí tức vốn đã rất khó, người lỗ mãng lẻn vào nơi đóng quân của khôi thành, cho là mình có mấy cái mạng. Giải đạo nhân hừ một tiếng, nói, hàn lập nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không phải vì lời gian dạy hắn của giải đạo nhân, mà là bộ dáng lúc này của giải đạo nhân quả thực không khác gì người bình thường điều giải đạo hữu nói sao ta lại không biết nhưng chuyện của tử linh ta cũng không thể bỏ qua sau khi hàn lập trầm mặc một chút nhàn nhạt nói vậy cũng phải phân rõ tình huống và trường hợp bây giờ ngươi lẻn vào doanh trại khôi thành là quá liều lĩnh chuyện tìm kiếm tử linh vẫn nên để sau rồi nói nếu như ngươi nói người nọ thật sự là tử linh nàng cũng không đột nhiên chạy trốn ngươi không cần vội vã như thế giải đạo nhân chậm rãi nói giải đạo hữu nói rất đúng hàn mẫu quả thực liều lĩnh lỗ mãng hàn lập thở dài gật đầu nói bất quá hiện ngươi đang thi triển là thủ đoạn tuyệt diệu gì khí tức ẩn nấp sâu như thế dù là ta cũng thiếu chút không phát hiện ra khó trách dám đêm tối thăm dò nơi đóng quân của khôi thành giải đạo nhân lại chăm chú nhìn vào hai mắt hàn lập hỏi chút trò hề mà thôi chẳng phải vẫn bị giải đạo hữu ngươi liếc qua nhìn thấu sao hàn lập cười nhạt một tiếng lúc này hắn đang thi triển một bí pháp ẩn nấp trong thiên sát trấn ngục công vạn khiếu không tịch thuật thuật này cũng có tác dụng phong bế huyền khiếu quanh thân ở phương diện ẩn nấp khí tức bản thân còn tinh diệu hơn thứ giải đạo nhân truyền thụ cho hắn nhưng khuyết điểm lớn nhất là trong lúc thi triển không thể vận dụng chút huyền khiếu nào cũng không biết giải đạo nhân nhìn thấu bằng cách nào giải đạo nhân chỉ yên lặng nhìn hàn lập trên khuôn mặt không lộ ra một chút thần sắc cũng không nói gì giải đạo hữu đêm khuya tới tìm ta chắc không phải chỉ vẻn vẹn nói mấy câu đó với ta chứ?" Hàn Lập Nghiêm mặt hỏi, "Quả thật ta có chuyện muốn bàn bạc với ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra thì nửa tháng nữa tinh chuẩn phi chu có thể hoàn thành. Ách quái và xa Tâm tìm được cửa vào này coi như đáng tin cậy, tiến vào đại khư hẳn là không có vấn đề, đến lúc đó ta cần sự hỗ trợ của ngươi." Giải đạo nhân trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói, "Giải đạo hữu đối dường như rất hiểu rõ đại khư nha, chẳng lẽ trí nhớ của ngươi lại thức tỉnh?" cảm giác bây giờ người rất khác trước kia. Hàn Lập nghe thấy lời này, giật mình hỏi. Giải đạo nhân không trả lời câu hỏi của Hàn Lập, nhìn một cái về hướng đại khư, trên mặt lộ ra một chút thần sắc phức tạp. Hàn Lập thấy cảnh này, ánh mắt chấp động, nhưng không mở miệng quấy rầy giải đạo nhân. Thực không dám giấu, trí nhớ của ta đã khôi phục rất nhiều. Nhưng có một số việc hiện giờ vẫn không tiện nói thẳng với ngươi. Giải đạo nhân không nhìn lâu, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, nhẹ thở ra một hơi rồi nói vậy chờ tới lúc giải đạo hữu thuận tiện rồi nói với ta là được hàn lập gật đầu nói thời gian không nhiều ta không thể rời khỏi bên người thần dương quá lâu nếu không có thể sẽ bị hắn phát hiện chuyện ta cần hàn đạo hữu giúp đều ghi ở trong này giải đạo nhân há miệng phun ra một khối ngọc giản màu trắng giao cho hàn lập này hàn lập tiếp lấy ngọc giản đang muốn mở miệng nói gì đó lại bị giải đạo nhân phất tay cắt ngang hàn đạo hữu nhất định phải làm theo lời nói ở trên đó đối với ngươi tuyệt đối có lợi không hại nói không chừng còn có một phần cơ duyên lớn cho ngươi giải đạo nhân nhìn kỹ hàn lập một chút thân hình loáng một cái hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh chóng lao về nơi huyền thành đóng quân hàn lập thấy cảnh này trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc tốc độ giải đạo nhân bày ra lúc này không kém bao nhiêu so với hắn hắn nhìn một cái về hướng giải đạo nhân đi xa rất nhanh thu hồi ánh mắt tâm niệm vừa động một sợi thần thức chui vào bên trong ngọc giản màu trắng sau một khắc Đuôi lông mày hắn hơi nhíu lại, vẻ kinh ngạc trong mắt càng đậm, thần sắc âm tình bất định. Hắn đứng yên một lát tại chỗ, bỗng nhiên giậm chân một cái, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ngón tay dùng sức bóp một cái, bóp nát ngọc giản thành phấn, cũng lập tức đi về nơi đóng quân của Huyền Thành. Thời gian kế tiếp, việc chế tạo tinh chuẩn phi chu giao cho người khôi thành, bốn người Hàn Lập thì không có việc làm, tự mình nghỉ ngơi trong lều của mình. Nhưng bọn họ cũng không nghỉ ngơi hoàn toàn, ngẫu nhiên Lục Hoa phu nhân sẽ triệu tập bốn người giảng giải cho bọn họ một chút yếu điểm của cấm chế trong tinh chuẩn. Chớp mắt đã qua mười mấy ngày, cuối cùng người khôi thành cũng chế tạo hoàn toàn tinh chuẩn phi chu. Một chiếc phi chu màu xám bạc lẳng lặng đặt trên mặt đất, thân thuyền tản mạn ra từng trận kim khí giống như vầng sáng rét lạnh, thoạt nhìn kiên cố không thể phá vỡ. Toàn bộ thân thuyền nhìn rất trơn chu, hai cái cánh ngân sắc vươn lên, toàn bộ phi chu nhìn như một đầu yến trắng sắc dương cánh phi hành. Bên trong phi chu giống người ở trong thân thuyền, hai bên mở cửa sổ được niêm phong bằng một tài liệu trong suốt từ bên trong có thể nhìn rõ tình huống bên ngoài lúc này toàn bộ người huyền thành đi vào bãi đất trống ách quái đưa tay vỗ vỗ thân thuyền phi chu ông ông rung động vài cái nhưng không phát ra tiếng vọng tiếng vọng dường như phi chu là một khối đặc khiến người ta có một loại cảm giác kiên cố kỹ nghệ của chư vị đạo hiếu khôi thành quả thực cao siêu gần tháng công phu ngắn ngủi đã chế tạo ra một chiếc khôi lối phi chu chắc chắn mà lại tinh diệu như thế ách quái khen ách đạo hiếu khen chật rồi Thuyền này nếu ở nơi khác, dựa vào lực lượng khôi lối cũng có thể bay lên cách mặt đất. Nhưng trên không hắc huyên này, thuyền này lại không chịu nổi lực hút phía dưới, còn phải mời lục hoa đạo hữu tương trợ mới có thể. Lúc này Sa Tâm cũng mang theo bảy tám người khôi thành đứng ở chỗ này, nghe vậy cười nói. Ánh mắt Hàn Lập nhìn một cái về phía đám người khôi thành, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Trong đám người khôi thành không có thân ảnh nữ tử áo bào tím kia. Lục hoa đạo hữu kế tiếp liền nhờ cậy ngươi. Ách quái nghe được lời này của Sa Tâm, nói với lục hoa phu nhân bên cạnh. Thần sắc lục hoa phu nhân có chút ngưng trọng, con mắt nhìn qua Phi Chu, bước đến cạnh Phi Chu, đưa tay tìm tỏi phía trên một lát, chân mày cao lại. Lục hoa đạo hiếu, có vấn đề gì không? Ách quái nhìn thấy sắc mặt lục hoa phu nhân, không khỏi hỏi. Sa Tâm đạo hiếu, bên trong vách huyền lại quán chú ngân lưu chấp. Lục hoa phu nhân nhìn về phía Sa Tâm, hỏi, đúng vậy. Ngân lưu chấp là đồ vật khôi thành chúng ta bí mật chế tạo, không ngờ lục hoa đạo Hữu cũng biết dùng ngân lưu chấp quán chú có thể giúp những tài liệu khác biệt dung hợp chặt hơn tăng lực phòng ngự vách thuyền ánh mắt xa tâm lé lên nói lục hoa phu nhân nghe vậy trầm mặc không nói lục hoa đạo Hữu có gì không ổn sao ách quái hỏi cũng không có gì ngân lưu chấp dùng tài liệu chính là ngân lưu thạch thứ này có phần xung đột với tinh dịch ta phối chế trên vách thuyền quán chú ngân lưu chấp muốn khắc pháp trận tinh chuẩn bên trên sẽ có chút khó khăn nhưng cũng chỉ là dùng thêm chút thời gian không đáng lo lục hoa phu nhân hì hì một tiếng nói lông mày hàn lập cao lại nhìn lục hoa phu nhân một chút há miệng muốn nói lục hoa phu nhân quay đầu nhìn sang trong mắt lóe lên tia tàn khốc hàn lập thấy cảnh này im ngay không nói a à, không có trở ngại thì tốt lục hoa đạo hữu các ngươi nhanh chút động thủ đi mau chóng hoàn thành phi chu không biết thời kỳ hắc huyên thoái trào sẽ kéo dài bao lâu chậm sợ sinh biến ách quái gật đầu nói lục hoa phu nhân miệng đầy đáp ứng sau đó lập tức mang theo bốn người hàn lập tiến vào bên trong thân thuyền người hai thành bên ngoài thấy vậy cũng tự mình tản đi không biết do tất cả tài liệu kỳ lạ của tinh chuẩn phi chu hay do bản thân thuyền này vốn có uy năng đặc biệt vừa tiến vào bên trong thân thuyền toàn bộ âm thanh bên ngoài biến mất vô tung tương tự như bày ra cấm chế cách âm lục hoa tiền bối thật sự không có vấn đề gì sao hàn lập xuyên qua cửa sổ thấy người hai thành đi xa sắc mặt ngưng trọng hỏi Việc kế tiếp bọn họ phải làm khác trước đó, trận văn trước đó vẽ trên khung chính chỉ là nửa phần trước của tinh chuẩn cấm chế, chỉ cần khắc trận văn là được. Mà bây giờ bọn họ phải chân chính bắt đầu bố trí tinh chuẩn cấm chế. Không chỉ khắc trận văn, còn cần trong lúc khắc trận văn đồng thời thêm rất nhiều đạo cụ và tài liệu bày trận, độ khó so với trước đây tăng lên không ít. Hiện giờ lại xuất hiện chuyện ngân lưu chấp, khẳng định khó càng thêm khó. Hàn Lập tự nghĩ toàn lực ứng phó, hẳn là miễn cưỡng có thể ứng phó cục diện trước mắt nhưng ba người khác thì khó nói ba người hiên viên hành hiển nhiên cũng ý thức được chuyện này mặt vẻ lo lắng không yên hư sao lại không có vấn đề gì kế tiếp phải chân chính bắt đầu xây dựng đại trận một khi các người khác trận văn xảy ra chuyện không may không chỉ dẫn đến trận văn sụp đổ đạo cụ và tài liệu bày trận cũng theo đó hỏng hết mụ đàn bà sa tâm chết tiệt lại bày ra phiền toái cho lão phu ở thời điểm này lục hoa phu nhân tức giận nói trên mặt phủ một tầng màu xanh nhìn rất không tốt Bốn người Hàn Lập nghe được lời này, sắc mặt đều khẽ biến. Lục hoa tiền bối, chẳng lẽ tài liệu bày trận ngài mang theo không nhiều? Con người Hàn Lập xoay chuyển, thăm dò hỏi, ta mang theo hai phần tài liệu, vốn tưởng rằng khẳng định đã đủ rồi, nhưng hiện tại xem ra cũng chưa hẳn. Lục hoa phu nhân hừ lạnh một tiếng, liếc ba người hiên viên hành một chút. Ba người thấy vậy vội vàng cúi đầu xuống, mặt lộ vẻ xấu hổ. Nếu đã như vậy, sao lục hoa tiền bối không báo việc này cho ách quái thành chủ, tiếp thu ý kiến nhiều người mới có thể nghĩ ra biện pháp. Hàn Lập nói thêm, chút chuyện nhỏ mà thôi, hà tất phải làm phiền bọn họ. Các người cũng không cần lo lắng, làm hết sức là được, lão phu tử có cách xử lý tốt chuyện này. Sắc mặt lục hoa phu nhân hơi đình trệ, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, thái độ đột nhiên biến đổi, phất tay nói. chương 925, Phương Pháp Bổ Túc, nếu như ba vị đạo hữu lĩnh ngộ không sâu với cấm chế tinh thần, không bằng công việc sau này cứ để ta và lục hoa tiền bối làm, mặc dù sẽ chậm hơn một chút so với kế hoạch, nhưng ách thành chủ chắc cũng sẽ không nói gì. Hàn Lập đề nghị, không được, tinh chuẩn đại trận là ta tham khảo cấm chế tứ tư tướng sáng lập ra. Lúc trước còn dễ nói, kế tiếp bày trận, cần đám năm người chúng ta từ vị trí tứ tư tướng đồng thời động thủ, nếu không cấm chế nhất định sẽ tan vỡ. Được rồi, đừng nhiều lời, Lão Phu sẽ tự xử lý tốt việc này. Lục Hoa Phu Nhân gật đầu nhẹ với Hàn Lập, thái độ ôn hòa hơn rất nhiều so với trước. Nếu như lục hoa phu nhân đã nói thế, Hàn Lập cũng không nói gì nữa. Lục hoa phu nhân lập tức giải thích kỹ một phen với bốn người Hàn Lập về yếu điểm cấm chế tinh chuẩn, sau đó bắt đầu động thủ bày trận. Năm người vẫn giống lúc trước, lục hoa phu nhân phụ trách khu vực bên trong thuyền, Hàn Lập phụ trách cánh bên trái, Lữ Cương và Lương Việt phụ trách cánh bên phải, Hiên Viên Hành phụ trách đuôi thuyền. Hàn Lập cầm tinh lan bút trong tay, khắc trận văn bên cánh trái phi chu. Các nơi trong đó, nhất là trên vách tường được ngâm ngân lưu chấp, xung đột mạnh với lực lượng tinh thần bên trong tinh dịch, lúc vẽ khó khăn gấp mấy lần so với trước. Hắn hít sâu một hơi, thúc giục thần thức mạnh hơn, kiệt lực ổn định lực lượng tinh dịch, đồng thời thích ứng với loại xung đột này. Lấy lực lượng thần thức của hắn hôm nay, tăng thêm lĩnh ngộ với tinh chuẩn cấm chế, rất nhanh đã thích ứng. Hắn vừa khắc trận văn, vừa lắp đặt các loại tài liệu cùng đạo cụ bày trận vào bên trong trận văn, bắt đầu bố trí từng điểm cấm chế. Hàn lập bên này coi như thuận lợi, nhưng tình huống ba người hiên viên hành bên kia lại không được tốt. Thực tế một mình hiên viên hành khắc trận văn càng thêm khó khăn, gần nửa ngày trôi qua, đã liên tục thất bại 4-5 lần, tiêu phí không ít tài liệu. Tuy lúc trước Lục Hoa phu nhân đã nói như vậy, nhưng chứng kiến rất nhiều tài liệu bị lãng phí, sắc mặt cũng rất khó coi, bất đắc dĩ đành phải dừng lại, một lần nữa chỉ điểm cho ba người hiên viên hành yếu điểm bày trận. Trong nháy mắt, 8-9 ngày đã qua, bên trong tinh chuẩn phi chu các nơi trên vách thuyền có từng đạo trận văn giao thoa nhau, chớp động lên tia sáng trắng nhàn nhạt, nhạt, tràn ngập hơn phân nửa không gian bên trong thuyền. Chính giữa phi chu, năm người đứng đối diện nhau, vẻ mặt ba người hiên viên hành hổ thẹn, cúi đầu đứng đó. Hàn Lập Yên lặng đứng ở một bên, cũng không nói gì. Sắc mặt Lục Hoa phu nhân có chút âm trầm, hai mắt liên tục chuyển động, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Những ngày qua, mấy người dốc hết toàn lực bày trận, đã hoàn thành hơn phân nửa chỉ có điều tài liệu bị ba người hiên viên hành lãng phí rất nhiều, rốt cuộc đã hao hết. Khục, hiện tại tài liệu chưa tới, lục hoa tiền bối, người đã có đối sách gì chưa? Qua thời gian dài trầm mặc, Hàn Lập ho nhẹ một tiếng, hỏi. Khí cụ bầy trận ta còn có một ít, hơn nữa trong những cái bị hỏng, những cái tổn hại ít, chữa trị một chút vẫn có thể tiếp tục sử dụng, cái này cũng không cần lo lắng. Hiện tại chủ yếu là thiếu hụt ba loại tài liệu hải ngưng ngọc, phi tinh, địa chiều thạch mà thôi. Lục Hoa phu nhân bình tĩnh nói, về ba loại tài liệu này, chẳng lẽ Lục Hoa tiền bối đã có biện pháp? Hàn Lập nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của Lục Hoa phu nhân, lại hỏi. Trong Hàn Băng Sơn mạch có một loại lân thú tên là Băng Lân Cửu Trư sinh sống, một sừng trên đỉnh đầu nó cực kỳ tương tự với Hải Ngưng Ngọc, có thể sử dụng thay thế. Chúng ta tiến vào Hàn Băng Sơn mạch, ta từng thấy tung tích Băng Lân Cửu Trư này, cách nơi đây cũng không xa, chỉ có hai ngày lộ trình, qua đó săn giết vài đầu là được. Về phần phi tinh, theo ta được biết trên người phù kiên thành chủ có một ít ta sẽ đi qua lấy từ hắn là được chắc hắn sẽ đồng ý phiền toái nhất chính là địa triều thạch ta cũng chưa biết phải tìm nơi nào lục hoa phu nhân chậm rãi nói ra trên người một loại khôi lối của khôi thành có một bộ phận được chế tạo từ địa triều thạch có lẽ trong tay sa tâm đạo hữu có một ít địa triều thạch ta qua mượn hắn một ít là được vào thời khắc này một thanh âm truyền tới hai người từ lối vào phi chu đi đến chính là ách quái cùng thần dương ách thành chủ người, lục hoa phu nhân nghe tiếng liền đứng lên, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Lục hoa đạo Hữu người vẫn giữ thể diện như vậy sao, tuy rằng lúc trước người hứa hẹn giúp ta xây xong tinh chuẩn phi chu này, nhưng hiện tại đã xảy ra tình huống thay đổi bực này, về tình về lý, người cũng nên nói với ta một tiếng, lại đi cậy mạnh, muốn một mình giải quyết. Ách quái mỉm cười, nói ra, hàn lập nghe nói thế, trong lòng giật mình, khó trách lục hoa phu nhân lúc trước không chịu nói với ách quái thành chủ, thần tình trên mặt lục hoa phu nhân cả biến, cuối cùng thở dài, sự việc là do ta làm hư, đâu còn có mặt mũi cầu cứu ách thành chủ, bất quá bây giờ ách thành chủ đã biết rõ việc này, cứ dựa theo thành chủ nói làm đi. Ách quái gật đầu nhẹ, nói với thần dương bên cạnh, việc săn giết băng lân cửu chư liền nhờ cậy thần dương rồi. Trên đường tới đây, ta nhớ là đã gặp được băng lân cửu chư, đại khái là ở địa phương này. Lão nói xong, lấy ra ngọc giản, mơ hồ khắc một bộ địa đồ băng hỏa cực mạch, hơn nữa đánh dấu vào một vị trí đưa cho thần dương không có vấn đề thần dương tiếp nhận ngọc giản dò xét một chút lập tức gật đầu nhẹ đang tính quay người rời đi chờ một chút bên trong băng hỏa cực mạch nguy hiểm trùng trùng điệp điệp thực lực thần dương ngươi tuy mạnh một người tiến vào chưa hẳn ổn thỏa để lệ phi vô cùng đi với ngươi cũng có thể chiếu cố lẫn nhau vừa vặn hắn hiểu rõ hải ngưng ngọc sẽ nghiên cứu kỹ hơn ách quái gọi thần dương lại lại nói với hàn lập hàn lập nghe nói thế hơi ngẩn ra lập tức gật đầu đáp ứng. Lần này bày trận, tại hạ lãng phí tài liệu nhiều nhất. Thành chủ, xin cho ta cùng đi xuất ra một phần lực, để bù đắp ái náy trong lòng. Hiên viên hành bỗng nhiên đi ra, nói, cũng tốt, vậy ngươi cùng đi a à, nhớ đi sớm về sớm. Đuôi lông mày ách quái nhếch lên, lập tức gật gật đầu. Ba người không hề trì hoãn, chuẩn bị một chút liền rời khỏi nơi đóng quân, đi về hướng trên địa đồ. Bởi vì con đường này đã đi qua một lần, tốc độ ba người tiến lên khá nhanh, chỉ tốn một ngày đã tới nơi ấy đến nơi này màn đêm đã buông xuống hàn khí chung quanh đột nhiên phủ khắp lại có hàn phong gào thét cuồn cuộn một lớp tiếp theo một lớp không có vẻ gì là ngừng cả trong gió lạnh ẩn chứa lực lượng âm hàn mãnh liệt tuy rằng thực lực ba người đều bất phàm nhưng tay chân dần dần trở nên cứng ngắc hàn khí mãnh liệt như thế có chút bất thường vẫn không nên tiếp tục chạy đi tìm một chỗ tránh trước đã ánh mắt thần dương quét qua khắp nơi mở miệng nói Hiên viên hành tựa hồ có vẻ chống đỡ không nổi, gật đầu trước tiên. Hàn lập tuy rằng còn có thể kiên trì, nhưng cũng không có phản đối. Ba người tìm một vòng xung quanh, rất nhanh phát hiện bên cạnh một sơn cốc có một sơn động bí mật, lập tức chui vào. Trong sơn động có vách núi cách trở, hàn khí đã giảm so với bên ngoài, sắc mặt ba người buông lỏng, đều tự tìm một chỗ ngồi xuống. Hiên viên hành tựa hồ sợ lạnh, tìm đến chỗ sâu nhất trong sơn động gã lập tức lấy từ trong bọc hành lý sau lưng ra ra một chậu nhỏ và một dụng cụ như một cái bình trúc từ bên trong đổ vào trong chậu nhỏ một ít chất lỏng màu đen như dầu lập tức xoẹt một tiếng một điểm hỏa quang rơi vào trong chậu nhỏ chất lỏng màu đen trong chậu lập tức cháy hừng hực hóa thành một đoàn hỏa diễm sáng ngời hàn lập thấy cảnh này lông mày cao lại sơn động này tuy rằng bí mật nhưng ở chỗ này châm lửa dẫn tới nhiệt độ biến hóa vạn nhất bị lân thú phía ngoài phát hiện chỉ sợ là thêm phiền toái hắn quay đầu nhìn thần dương một cái thấy sắc mặt y có chút hờ hứng cũng không có phản đối nên cũng không nói gì thêm thần dương thành chủ lệ đạo hiếu thực lực nhị vị mạnh hơn nhiều so với tại hạ có thể ngăn cản hàn khí xâm nhập nhưng lấy thân thể ngạnh kháng cũng là gánh nặng hay là đến đây ngồi cho ấm đi hiên viên hành bắt chuyện với hai người cũng tốt thần dương đứng dậy đi đến ngồi xuống gần chậu than hàn lập thấy vậy cũng đi tới trong chậu than dầu đen bốc cháy hình thành hỏa diễm nóng bỏng dị thường xua đi hàn khí trong động ánh lửa chiếu vào trên thân mấy người làm ấm áp như ánh nắng chiếu lên dầu đen này thoạt nhìn không giống bình thường không biết là bảo vật gì hàn lập nhìn chậu than một cái thoáng có chút kinh ngạc hỏi bất quá là một loại mỡ lân thú mà thôi cũng không phải là bảo vật gì cả hiên viên hành cười nói hàn lập gật gật đầu không hỏi nhiều nữa thật lạ sao đêm nay hàn phong lại mãnh liệt như thế hiên viên hành lẩm bẩm nói ra băng hỏa cực mạch nơi đây gần sát hắc uyên khí hậu vốn nhiều thay đổi, chẳng có gì lạ. Thần Dương nhàn nhạt nói ra, ngoài động tiếng thét hàn phong càng ngày càng vang, thổi qua chỗ sơn cốc kia, phát ra tiếng gầm ô ô quái dị, khiến người nghe thấy phải kinh tâm. Bên ngoài tuy rằng hàn phong gào thét, nhưng trong sơn động lại một mảnh ấm áp, thoáng như một nơi khác biệt. Lúc này ba người sưởi ấm, thân thể cứng ngắc dần dần khôi phục lại, linh hoạt hơn nhiều, thêm nữa chuyện lần này đi làm cũng không có gì khó khăn, tâm tình ba người tương đối buông lỏng, nói chuyện phiếm câu được câu không. Càng về khuya, ba người rất nhanh đã không còn hứng thú nói chuyện nữa. Hiên viên hành mặc quần áo dựa vào một bên vách động, nhắm mắt ngủ đầu tiên. Thần Dương cũng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Hàn lập không có buồn ngủ, cũng không có tâm tư tu luyện, trong mắt phản chiếu ánh lửa, hơi hơi nhảy lên, không biết suy nghĩ cái gì. Lệ đạo hiếu, đêm đã khuya, sao ngươi không nghỉ ngơi một chút, việc cần làm ngày mai tuy rằng không khó, nhưng tinh thần được nghỉ ngơi dù sao vẫn tốt hơn. Một thanh âm vang lên trong tai Hàn Lập, thần dương chẳng biết lúc nào mở mắt ra, nhìn hắn truyền âm nói. Nơi này tuy rằng ẩn kín, nhưng dù sao cũng là bên trong băng hỏa cực mạch, buổi tối chưa hẳn không có nguy hiểm đột kích, nên lưu lại một người gác đêm thì tốt hơn. Hàn Lập nhìn hiên viên hành một cái, đồng dạng truyền âm trả lời. Thực lực lệ đạo hiếu không tầm thường, và lại tâm tư kín kẽ, lần này tiến nhập vào trong đại khư, sẽ có một phen hiệu quả lớn. Thần dương cười truyền âm nói. Lệ mỗ lần này đi theo chư vị tiến vào đại khư, bất quá là muốn kiến thức một phen, đâu phải nghĩ tới hiệu quả lớn gì chứ. Hàn lập lắc đầu cười nói, bên trong đại khư có chân bảo vô số, lệ đạo hữu chẳng lẽ thật không muốn thứ gì sao? Thần Dương nhìn thật sâu Hàn lập một cái, a, à, thần đạo hữu nói thế là ý gì? Hàn lập nhìn thẳng vào mắt thần Dương, chậm rãi truyền âm hỏi. Thần mỗ vài ngày trước nghe người ta nói, trước hội võ năm thành lệ đạo hữu đã đi bái phỏng lục hoa đạo hữu lúc đó có nhắc tới thiên lân vẫn tinh. Thần Dương truyền âm hỏi, chương 926, lôi kéo. Đúng vậy, ta đi thỉnh giáo lục hoa tiền bối phương pháp giải trừ hắc kiếp trùng, tin tức của thần đạo hữu thật đúng là linh thông. Nét mặt hàn lập lại rất bình tĩnh, truyền âm nói ra. Lệ đạo hữu chớ nên hiểu lầm, thần mỗ thực sự không phải là điều tra hành tung lệ đạo hữu hay gì, chẳng qua là ngẫu nhiên được biết được việc này. Thiên lân vẫn tinh này hẳn sẽ có bên trong đại khư, nếu như lệ đạo hữu cần hỗ trợ, chắc chắn thần mỗ sẽ toàn lực tương trợ. Thần Dương nhoẻn miệng cười, truyền âm nói, đa tạ thần đạo hữu để ý, Hàn Lập từ chối cho ý kiến truyền âm nói, lệ đạo hữu, thời gian người tới tích lân không cảnh không lâu, cũng chưa từng thăm dò qua bí cảnh thắng địa như đại khư bực này. Ở bên trong bí cảnh bực này, thần mỗ đã đi qua mấy lần, trước trọng bảo thì cái gọi là tình nghĩa bằng hữu, đồng bạn chi tình, thậm chí ân oán giữa huyền thành và khôi thành chẳng qua đều như một tờ giấy mỏng, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn. Lệ đạo hữu là người thông minh, đạo lý này chắc hẳn không cần thần mỗ nhiều lời. Thần Dương dừng một chút sau đó, lại truyền âm nói ra, trong thanh âm mang theo một chút vẻ kỳ quái. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn Thần Dương một cái, không nói gì. Trong mắt ta, ở bên trong đại khư, sức lực một người chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng đối với lệ đạo hữu ta một mực khâm phục, nếu chịu cùng ta chung sức hợp tác, những thứ khác không nói, thần mỗ có thể cam đoan sẽ tìm kiếm thiên lân vẫn tình cho ngươi, lệ đạo hữu suy nghĩ thật kỹ thử xem thần dương nhìn vào đôi mắt hàn lập chờ đợi rồi ngay sau đó liền nhắm mắt lại hàn lập hít mắt lại tiếp theo trầm mặc xuống một khi đến ngày tiến vào đại khư không chỉ có là cục diện song phương khôi thành và huyền thành thoạt nhìn như hợp tác sẽ bị phá vỡ thậm chí dưới trướng huyền thành các thành chủ cũng đều có tâm tư riêng chính mình mặc dù bên ngoài là thuộc hạ dưới trướng thần dương nhưng trên thực tế phần lớn cũng không nghe gã phân phó ý tứ của thần dương thì hắn rõ ràng nhưng đối với mục đích của người này hắn không thể nào xem thấu dưới tình huống này, hắn cũng không muốn tùy tiện đáp ứng cái gì, tốt hơn hết vẫn nên yên lặng theo dõi kỳ biến. Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh, lúc trời hưởng sáng, ngoài động hàn phong gào thét chậm rãi suy yếu tản đi, tuy rằng khắp nơi vẫn còn tràn ngập hàn khí rét thấu xương, nhưng so với đêm qua thì đã tốt hơn nhiều. Đi thôi, khoảng cách tới điểm đến còn cách một đoạn đấy. Ba người tu chỉnh một chút, thần dương nói một tiếng, dẫn đầu xuất phát. Hàn lập hít thật sâu một hơi không khí lạnh như băng, khẽ nhíu mày. Không biết có phải hay không bởi vì nguyên nhân đêm qua gác đêm, giờ phút này tinh thần hắn có chút mệt mỏi, thân thể có cảm giác không còn bao nhiêu khí lực. Lệ đạo hữu thế nào? Tinh thần thoạt nhìn không tốt lắm. Hiên viên hành nhìn lại, hỏi. Không có gì, xem ra ta còn là chưa thích ứng được hoàn cảnh nơi này. Hàn lập lắc đầu, vừa hít thở sâu vài cái, lại đồng thời vận chuyển lực lượng khí huyết trong cơ thể, cảm giác thân thể mệt mỏi rất nhanh biến mất, trong lòng lúc này mới buông lòng. Không có gì là tốt rồi, đi thôi. Hiên viên hành gật đầu đi tới. Hàn lập đang muốn cất bước đuổi theo, sắc mặt bỗng chốc khẽ biến, ánh mắt nhìn về phía bên trái. Ở giữa một dãy núi cách ba người tương đối xa, có hai cái bóng người bay cực nhanh tới, một người trong đó chính là Khôi Thành Trác qua, người còn lại hắn cũng đã gặp qua, là tên nam tử lùn, thân cao chưa đầy bốn thước. Trốn đi, giờ phút này thần dương cũng phát hiện hai người kia, sắc mặt khẽ biến, lập tức trốn sau một tảng đá lớn. Hiên viên hành và hàn lập cũng lách mình trốn đi hai người trác qua cũng không phát hiện tung tích của bọn hàn lập bay nhanh về phía trước thân hình rất nhanh biến mất ở phía xa lúc này ba người hàn lập mới chậm rãi đi ra người khôi thành sao có thể xuất hiện ở đây hiên viên hành ngạc nhiên nói bên trong băng hỏa sơn mạch chứ không ít bảo vật cũng không ít lân thú kỳ lạ sinh sống tại đây người khôi thành muốn thừa cơ tầm bảo cũng không có gì là lạ chúng ta bây giờ mang nhiệm vụ trọng yếu bên người không nên thêm phiền toái thần dương nhàn nhạt nói ra nói cũng đúng Hiên viên hành nói ra, thần đạo hiếu có nhận ra hai người kia, bọn chúng rất lợi hại phải không? Hàn lập mở miệng hỏi, hai người kia, người cao lớn hơn gọi chắc qua, người người lùn còn lại gọi vũ vân, hai người đều là cao thủ đứng đầu khôi thành. Người khôi thành chiến lực cực kỳ khó có thể phán định, thực lực của bọn chúng không chỉ ở bản thân chúng, mà quan trọng hơn là bọn chúng sử dụng khôi lỗi. Một tu sĩ bình thường của khôi thành, nếu như có được một cỗ khôi lỗi lợi hại, thực lực cũng sẽ tăng gấp 10 lần, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm ấy, không nên xem thường bất cứ người khôi thành nào." Thần Dương nhắc nhở hai người nói. Hàn Lập cùng Hiên Viên hành đồng thời gật đầu, bọn chúng hẳn là đã đi xa, đi thôi. Thần Dương lại đợi một hồi, lúc này mới mở miệng nói ra, mang theo hai người tiếp tục đi tới. Sau gần nửa ngày, ba người tới một thung lũng rất lớn, khu vực lân cận bao quanh là núi. Bên trong thung lũng này loạn thạch san sát, Hàn Phong gào thét thổi qua, thổi qua núi đá, phát ra âm thanh sột soạt kỳ quái tựa như vô số tiểu trùng bò nhúc nhích dưới đáy thung lũng vẫn tồn tại một tầng xương mù màu lam nhàn nhạt, nhạt hàn phong thổi như vậy mà cũng không tiêu tan có lẽ chính là chỗ này thần dương lấy ra ngọc giản xác nhận lại nói ra hàn lập nhìn thung lũng trước mắt thì thấy thung lũng này có dạng hình tròn diện tích rất lớn thoạt nhìn qua căn bản không thấy bến bờ cảm giác có gì đó rất thần bí thần dương dẫn đầu đi thẳng về phía trước hai người hàn lập theo sát phía sau diện tích thung lũng quá lớn ba người thương nghị một chút, quyết định chia nhau hành động. Hàn Lập tìm kiếm phía bên trái, Thần Dương tìm kiếm ở trung tâm, Hiên Viên Hành đi qua phía bên phải thung lũng để có thể mau chóng tìm kiếm được băng lân cửu chư, một ngày sau tập hợp tại khu cửa vào. Tầm nửa ngày sau, một quyền mang theo gào thét kình phong, từ trên trời giáng xuống, nện lên trên đầu một con tuyết lang lân thú. Một tiếng bụp, đầu tuyết lang lân thú giống như dưa hấu bị chấn nát, thân thể cao lớn ẩm ẩm ngã xuống đất, run rẩy vài cái, rồi ngay sau đó nằm bất động. Hàn Lập thu hồi nắm đấm, lấy ra từ trong đầu tuyết lang một quả thú hạch thu lại nhưng lông mày lại nhíu chặt. Lực đè nén của không gian băng hỏa sơn mạch này lớn hơn so với huyền thành, thần thức của hắn chỉ có thể tràn ra ba bốn mươi dặm, căn bản dò xét không được bao xa, tìm nửa ngày, vẫn không có phát hiện tung tích băng lân cửu trư, nhưng lại gặp không ít lân thú khác. Hắn nhìn về phía trước, loạn thạch phía trước càng ngày càng cao lớn hơn, có thậm chí có cái cao vài chục trượng, so với một vài tiểu sơn thì cũng không kém nhiều lắm, trên mặt đất sương mù màu lam so với lúc trước càng ngày càng thêm nồng đậm tiếp tục như vậy không thể được hàn lập thầm nghĩ trong lòng một tiếng hơi trầm ngâm tung người nhảy lên một khối tảng đá lớn sau đó hắn nhún chân một cái thân hình bay vút lao đi cứ như vậy trên từng khối tảng đá lớn nhảy lên đi tới đồng thời thần thức khuếch tán ra dò xét tình huống xung quanh bên trong thung lũng chỗ này lân thú không ít trong đó có vài con đến hàn lập cũng cảm thấy hơi có chút nguy hiểm tuy rằng trực tiếp bay trên không đi như vậy Quá dễ làm người khác chú ý, sẽ trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều lân thú, nhưng vì có thể mau chóng tìm được băng lân cửu chư, cũng đành phải bất chấp nhiều như vậy. Sau một hồi bay về phía trước, bị lân thú tập kích hai lần rồi, cuối cùng con mắt hàn lập cũng sáng ngời, bỗng nhiên quay sang nhìn về phía trước bên phải, phương hướng cũng biến đổi lao đi, bay vút về hướng đấy nhanh như điện. Qua tầm mấy hơi thở, hắn bay vút đến một khu rừng đá rậm rạp. Rừng đá nơi này bất ngờ đều trong suốt như tinh thể tỏa ra ánh sáng long lanh màu trắng, so với núi đá chỗ khác của hàn băng sơn mạch khác nhau rất lớn, tựa hồ là một loại khoáng thạch đặc thù, tản mát ra hàn khí rét thấu xương. Bên trong rừng đá, một con lân thú cao ngang người đang vội vã gặm ăn những cái khoáng thạch màu trắng kia. Con thú này giống như loài chuột, trên trán mọc ra một cái sừng có hai màu lam bạch đan sen lóng lánh, toàn thân phủ đầy lân giáp màu lam, bao bọc toàn thân, giống như đang mang một kiện áo giáp màu lam, sau lưng còn có một cái đuôi thật dài. Chính là băng lân cừu chư. Băng lân cửu chưa nghe được tiếng động, bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy thân hình hàn lập giống như một con hùng ưng bay nhào tới, trong miệng nó lập tức phát ra một tiếng thét sắc nhọn, giống như tiếng hải nhi khóc lóc nỉ non. Bốn chân nó tung bay, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh màu lam, tán loạn bay về phía trước, tốc độ nhanh đến bất ngờ. Muốn chạy, hàn lập khẽ quát một tiếng, huyền khiếu trên hai chân đột nhiên sáng ngời, phóng ra từng đạo bạch quang, hình thành một mảnh tinh vân màu trắng giống như thật, nâng thân thể hắn lên, đồng thời dưới chân đạp mạnh mẽnh liệt vào hư không. Phốc một tiếng trầm đục, không khí đột nhiên chấn động, hiện ra từng vòng khí bạo rung động. Hàn lập đón lấy lực lượng này đạp mạnh, tốc độ đột nhiên tăng, lập tức bay vụt lên đỉnh đầu băng lân cửu chư, năm ngón tay đột một hạ xuống một trào. Trong miệng băng lân cửu chư hét lên một tiếng, cái đuôi dài co lại quất một cái mãnh liệt trên mặt đất, phương hướng chạy trốn không hề có dấu hiệu biến đổi, bất ngờ nhảy qua phía bên trái, hiểm lại càng hiểm hắn tránh khỏi bàn tay hắn. Hàn lập nhẹ ồ lên một tiếng, thân hình lập tức trên không trung lăng không đảo người một cái, huyền khiếu trên hai chân lóe lên hào quang, tiếp theo đạp mạnh vào hư không. Hư không phốc một tiếng trầm đục, phương hướng hắn lao tới cũng lập tức biến đổi, tiếp tục hướng phía lân thú màu lam đuổi theo, không chút nào bị rớt lại. Cùng lúc đó, tay phải hắn vung lên, cong ngón búng ra. Viu viu hai tiếng giết gào, hai đạo màu trắng từ ngón tay bắn ra nhanh như điện, đánh lên trên người băng lân cửu chư phía trước. Một tiếng rầm trầm đục, thân hình băng lân cừu chư lập tức bị đánh bay ra ngoài, lăng không lăn lộn vài cái, rồi đâm vào một khối trên núi đá. Lân thú này tựa hồ bị chọc giận, thân thể cuồn cuộn một cái đứng lên, lao ngược về phía hàn lập tấn công. Trong miệng nó phát ra tiếng gầm rú trầm thấp, độc giác bên trên hai màu lam bạch sen kẽ tinh quang chấp động, màu lam nguyên bản thuần túy trên thân thể lập tức hiện ra từng đạo đường vân màu trắng, thân thể lại bành trướng giống như là bị thổi phồng, trong nháy mắt biến hóa lớn gấp hai gấp ba lần so với lúc trước, hai cái chân trước thoáng một phát biến dài lên gấp bội, móng vuốt sắc nhọn càng ngày càng dài ra, phía dưới run lên hóa thành từng đạo tàn ảnh móng vuốt sắc bén, chộp tới Hàn Lập. Đồng thời cái đuôi màu lam phía dưới run lên, cũng hóa thành một đạo tàn ảnh màu lam, phảng phất như mũi tên rời cung đâm thẳng mặt Hàn Lập. Hàn Lập hừ nhẹ một tiếng, từ hư không đánh ra một trường. Suy suy một tiếng nổ lớn, từng đạo tàn ảnh móng vuốt sắc bén của con cừu chư kia như là đánh lên một tầng vách tường vô hình, toàn bộ đình trệ tại đó, lập tức vỡ vụn phiêu tán ra. Khoảng cách cái đuôi kia đâm tới cách bàn tay Hàn Lập còn có nửa thước, cũng dừng ngay lại, lập tức vỡ vụn từng khúc. Sau một khắc, theo cùng một tiếng vù trầm đục, thân hình băng lân cừu chư bay nhào bắn ngược ra với tốc độ rất nhanh, nện mạnh mẽ xuống mặt đất, trong cơ thể một loạt âm thanh đồm đột đứt gãy phát ra, xương cốt toàn thân không biết gãy mất bao nhiêu. Thân hình băng lân cừu chư bành trướng cũng khôi phục nguyên trạng, trong miệng huyết dịch màu lam ùn ùn trào ra, mắt thấy không sống được thân hình hàn lập nhoáng một cái, đáp xuống bên cạnh xác băng lân cửu chư, hai mắt cẩn thận quan sát cái độc giác màu lam bạch, nhẹ gật đầu, phất tay đem nó chém dụng. Một cái sừng là không đủ, căn cứ lời nói của lục hoa phu nhân, tối thiểu cần 5-6 cái, không biết thần dương bọn họ giờ phút này thu hoạch như thế nào. Hàn lập đem độc giác thu hồi, quay người nhìn về mảnh rừng đá xa xa kia, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nguyên lai like băng lân cửu chư này ưa thích gặm ăn loại tinh thạch màu trắng này. Sau khi hơi trầm ngâm, hắn liền quay người lại, lao đi vào chỗ sâu trong thung lũng. chương 927, bí mật gặp gỡ. Nửa ngày sau, tại một chỗ khác gần khu rừng đá được hình thành từ tinh thạch màu trắng. Theo một tiếng gầm sắc nhọn chói tai, liền sau đó vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một đầu băng lân cừu trư bị một khối đá bén nhọn đâm thủng cơ thể, phần bụng bị đâm xuyên một hố lớn. Nó dẫy dụa trốn về phía trước vài bước, cuối cùng vẫn ngã trên mặt đất. Hàn lập đi tới cạnh băng lân cừu chư, cực kỳ nhanh nhẹn gỡ độc giác xuống. Sau khi phát hiện băng lân cừu chư thích ăn khoáng thạch màu trắng, hiệu suất bắt thú của hắn lập tức tăng mạnh. Chỉ nửa ngày ngắn ngủi đã tìm được bốn đầu băng lân cừu chư. Hàn lập nhìn xung quanh, nhíu mày. Lúc này cách thời gian ước định một ngày đã không còn nhiều, là lúc quay về. Chỉ là nửa ngày này, hắn chuyên tâm truy tìm những khoáng thạch màu trắng kia, không hề dựa theo phương hướng tìm kiếm đã nói trước đó, cho nên vòng tới vòng lui, hắn cũng không rõ lắm hiện giờ mình đang ở chỗ nào chỗ tập hợp hẳn là hướng này đi hàn lập thả người nhảy lên một tảng đá lớn nhìn xung quanh thêm vài lần rất nhanh nhìn về một phía hoàn cảnh trong thung lũng gần như không khác lắm nhất thời hắn cũng không dám xác định rất nhanh hàn lập lắc đầu không suy nghĩ nhiều bay vút hướng tới phía kia đồng thời thần thức toàn lực lan ra tìm dấu vết lúc đến thời gian nhanh chóng trôi qua sắc trời nhanh chóng đen kịt gió lạnh dần mạnh hơn phát ra tiếng kêu vù vù hàn lập nhíu mày không khỏi bước nhanh hơn nhưng không lâu sau sắc mặt khẽ biến dừng bước trong phạm vi thần thức hắn bao phủ xuất hiện hai bóng người không phải thần dương và hiên viên hành mà là hai người trác qua và vũ vân thấy lúc trước sao bọn họ lại ở đây không phải là thật ra trước đó bọn họ đã phát hiện tung tích chúng ta nhưng lại ra vẻ không biết rồi theo đuôi đến tận đây muốn gây bất lợi cho chúng ta ngay khi hàn lập cảm ứng được hai người lập tức thu hồi thần thức trong lòng ý niệm quay cuồng hắn vừa cân nhắc vừa vận chuyển vạn khiếu không tịch thuật khí tức trên người bỗng thu vào, biến mất vô tung, dường như cả người trong nháy mắt hóa thành một cây gỗ khô. Thân hình hàn lập nhoáng một cái, im hơi lặng tiếng bay vút về phía hai người. Sau một lát hắn đã đi tới phụ cận, trốn sau một khối đá lớn. Cạnh một tảng đá lớn khác cách hắn ngoài mấy trăm trượng, hai người chắc qua và Vũ Vân đang đứng nơi đó, lông mày đều nhíu chặt, hơn nữa thỉnh thoảng đưa mắt nhìn xung quanh. Hàn lập nhìn hai người một cái, lập tức thu hồi ánh mắt ngay, tránh cho bị phát hiện xem bộ dáng hai người này dường như cũng không phải có ý định tập kích chúng ta trong lòng hàn lập nghi hoặc ánh mắt lóe lên cũng tiếp tục đợi một bên hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc hai gia hỏa khôi thành tới đây làm cái quỷ gì thời gian từng chút trôi qua trong nháy mắt đã qua hơn một canh giờ vụt vụt hai tiếng xé gió vang lên hai bóng người màu đen xuất hiện ở phía xa hơn nữa nhanh chóng tới gần tới đây trong nháy mắt dừng trước người trác qua và vũ vân không xa hàn lập nhìn về phía hai người mới đến đồng tử hơi co rụt lại hai người đứng đó cả người được trường bào màu đen bao bọc trên đầu cũng đội mũ chùm không nhìn rõ khuôn mặt đã quá muộn rồi trác qua thấy hai người xuất hiện sắc mặt vốn thả lỏng lại lập tức hử lạnh một tiếng nói hai người áo đen không nói chuyện ngay một người trong đó quay đầu nhìn xung quanh hàn lập thấy vậy vội vàng con người ẩn nấp yên tâm đi cạnh nơi này chúng ta đã tra xét rõ ràng vài lượt không có ai ẩn nấp nghe lén trác qua thấy động tác của hai người nói Người nọ nghe vậy, bộ dáng nhẹ nhàng thở ra, thật có lỗi, những ngày qua ách quái trông giữ quá nghiêm, ta rất vất vả mới tạo được một cơ hội đưa thần đạo hữu ra ngoài, khiến nhị vị đợi lâu rồi. Người này lấy mũ trùm trên đầu xuống, mỉm cười nói. Sắc mặt hàn lập biến đổi, người nọ rõ ràng chính là hiên viên hành. Lúc này hiên viên hành cũng không có loại trầm mặc sợ hãi trước đó, thân sắc tràn đầy cảm giác tự tin đường hoàng, thoáng như biến thành người khác. Lúc này người kia cũng lấy mũ trùm xuống, chính là thần dương. Hàn Lập thấy vậy, ý niệm trong lòng khẽ động, sao thần dương và hiên viên hành lại xuất hiện ở đây? Nghe hiên viên hành vừa nói thì, dường như đã ước định gặp mặt từ sớm. Hơn nữa hiên viên hành vừa nói tạo ra một cơ hội, chẳng lẽ lúc trước gã khắc trận văn thất bại liên tục, dẫn đến dùng hết tài liệu đều là gã cố tình làm, mục đích chính là cùng thần dương rời nơi đóng quân tới đây. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không khỏi nhớ lại quá trình ra ngoài lần này, càng nghĩ càng cảm thấy như vậy. Nói thế, tâm cơ hiên viên hành quả thực thâm trầm kinh người thần dương thành chủ thật là chuyện cũ đại danh trác qua nhìn về phía thần dương mỉm cười nói không cần nói loại lời khách sáo nhảm này đưa ta xem bằng chứng một chút đi thần sắc thần dương lãnh đạm nói trác qua cũng không tức giận lấy một miếng ngọc đỏ như máu từ trong ngực đưa tới ánh mắt hàn lập ngưng lại đang muốn nhìn kỹ miếng ngọc đã bị thần dương cầm che khuất tầm mắt dù chỉ thoáng nhìn nhưng hàn lập vẫn thấy một vài thứ trên miếng ngọc dường như bên trên tràn đầy chữ nhỏ còn khắc lại một thứ tương tự đồ án trận pháp thần dương cẩn thận cầm miếng ngọc hình như sắc mặt không ngừng biến ảo từ chỗ hàn lập chỉ có thể nhìn được non nửa gương mặt mơ hồ thấy trên mặt y lần lượt thoáng lộ vẻ khiếp sợ phẫn nộ không cam lòng sau một lát thần dương hít sâu một hơi thần sắc đã khôi phục bình tĩnh thu miếng ngọc vào cũng không trả cho trác qua trác qua cũng không thèm để ý chuyện này việc này ta đồng ý chỉ có điều thần dương im lặng một lát mở miệng nói chẳng qua hắn nói được phân nửa, chuyển sang truyền âm. Đôi môi chắc qua cũng khẽ nhúc nhích truyền âm trao đổi với y. Hai người mật đàm trong chốc lát, cùng gật đầu nhẹ, tựa hồ đã đạt thành hiệp nghị. Nên nói đều đã nói, cứ vậy đi, thần dương lãnh đạm nói một tiếng, quay người rời đi. Hiên viên hành nhẹ gật đầu với hai người chắc qua, cũng theo sát phía sau mà đi, rất nhanh biến mất ở phía xa. Chắc qua, người nói thần dương sẽ làm theo những gì đại nhân nói không? Hai người thần dương đi khỏi, Vũ Vân kia mở miệng hỏi, thanh âm non nớt, dường như thật sự là một đứa bé con. Đây là đường lui duy nhất của hắn, lại nói kế hoạch của đại nhân đã khi nào xuất hiện sai lầm chưa? Trác Qua nhàn nhạt nói, "Vâng." Thân sắc Vũ Vân run lên, cung kính gật đầu. Hai người cũng không ở chỗ này lâu, rất nhanh quay người rời đi. Đợi sau khi mấy người đi hồi lâu, Hàn Lập mới từ chỗ ẩn thân bước ra, trên mặt âm tình bất định. Sau khi đứng thẳng một lát, thân hình hắn nhoáng một cái, cũng biến mất vô tung. Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh, lối vào thung lũng, Thần Dương và Hiên Viên hành sóng vai đứng thẳng, dường như đang đợi gì đó. Một tiếng xé gió truyền đến, hai người ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên không loạn thạch trong thung lũng, một bóng người bật lên như bay, nhanh chóng bay lướt tới. Qua mấy hơi thở đã tới gần, đáp xuống cạnh hai người, chính là Hàn Lập. Lúc này hắn thoạt nhìn có chút chật vật, quần áo trên người có thêm mấy vết rách, ẩn hiện vết máu, trên mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi. Thật có lỗi hôm qua truy tìm băng lân cửu chư, đi vào thung lũng quá xa, lại gặp phải vài đầu lân thú lợi hại công kích, sau khi chạy trốn, nhất thời không tìm thấy đường về, không thể quay về theo thời gian ước định, khiến nhị vị đợi lâu, thật sự là có lỗi. Hàn lập cười khổ nói, lệ đạo hữu không ngại cực khổ truy tìm băng lân cửu chư như vậy, chúng ta hổ thẹn còn không kịp, nói cái gì mà thật có lỗi. Thần Dương cười nói, thần sắc không nhìn ra chút khác thường nào. Hàn lập nhìn thần Dương một cái, mỉm cười. Đúng rồi, không biết lệ đạo hữu thu hoạch ra sao. Thần Dương lập tức hỏi, bận rộn một ngày một đêm, cuối cùng cũng có chút thu hoạch, săn giết bốn đầu băng lân cửu chư. Hàn lập từ lấy bốn cây độc giác óng ánh từ trong ngực ra. Thần mỗ săn giết ba đầu băng lân cửu chư, hiên viên đạo hữu vận khí không tốt, chỉ săn giết được một đầu, có điều cũng xài dư rồi. Thần Dương gật gật đầu, lật tay lấy ra ba cây độc giác. Hổ thẹt, lần này tại hạ theo tới, vốn là muốn bù đắp sai lầm lúc trước, không ngờ vẫn tụt đằng sau. Hiên viên hành vẻ mặt xấu hổ, lấy một cái sừng từ trong ngực ra. Hiên viên đạo hữu hà tất phải nói vậy, lần này hành động là ba người chúng ta chung sức hành động, đạt thành mục tiêu là được. Hàn lập thấy thần sắc hiên viên hành như vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt không biểu lộ ra chút nào, cười nói. Đúng vậy, nếu đã thu thập đủ băng lân cừu chư độc giác, chúng ta liền trở về đi, chớ để lục hoa đạo hữu đợi lâu. Lệ đạo hữu, tình trạng ngươi lúc này rất không tốt, còn chống đỡ được không? Thần Dương cũng mở miệng nói, thần đạo hữu yên tâm, tại hạ chỉ là thoáng có chút mỏi mệt mà thôi, cũng không đáng lo, đại sự quan trọng hơn. Hàn lập cười nói, vì vậy, ba người lập tức xuất phát, đi về phía đường về. Đi tới lui hai lần, ba người càng quen đường hơn, chỉ dùng một ngày đã quay về nơi đóng quân. Phi tinh và địa triều thạch cũng đã chuẩn bị chu đáo, ba người hàn lập trở về nộp lên độc giác của băng lân cửu chư, lập tức bắt đầu tiếp tục bố trí tinh chuẩn cấm chế. Thời gian nhoáng một cái, lại qua quang cảnh mấy tháng ban đêm một ngày này màn sao phủ đầy trời trước hẻm núi băng hỏa đan sen hiện lên một mảnh sáng ngời trước hẻm núi một chiếc phi chu to lớn màu đen lăng không cách mặt đất ba thước hai cánh có phi xí hiện lên thoạt nhìn tựa như một con chim màu đen khổng lồ dương cánh muốn bay trên thân phi chu chỗ nào cũng hiện phù văn màu trắng dày đặc tuy rằng mặt ngoài không lưu chuyển óng ánh nhưng thoạt nhìn lại như có bản đồ tinh vượt kèm bên trên có chút bất phàm lều trại hai thành huyền khôi vẫn nguyên chỗ như cũ tu sĩ hai thành cũng đã chờ xuất phát chia ra đứng chỉnh tề hai bên phi chu nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn khí phách hiên ngang hàn lập đứng ở bên trái trong đám người không lộ vẻ gì ánh mắt hắn dao động bất định liên tục dò xét phía đối diện đám người khôi thành bên kia vẫn lấy ba người chắc qua cầm đầu như cũ sau lưng ngoại trừ những nữ tử váy đen lụa mỏng kia cũng không thiếu khôi lỗi màu vàng so về nhân số nhiều hơn rất nhiều so ra vậy mà huyền thành bên này vẫn nhiều hơn một ít thấy hàn lập nhìn về bên này chắc qua quay đầu tới đây gật đầu về phía hắn hàn lập cũng đáp lại ý cười gật đầu đáp lại hai nữ tử được hắn cứu trước đó mặt mày khe cong nhìn về phía bên này lụa đen bao trùm trên gương mặt mơ hồ cũng có chút ý cười coi như là chào hỏi với hàn lập chỉ là các nàng có chỗ cố kỵ không dám biểu lộ trực tiếp như chắc qua hai người khác cạnh chắc qua ánh mắt nhìn về phía hàn lập không hữu hảo như vậy Sâu trong ánh mắt đều là vẻ lạnh lùng và chán ghét. Chỉ có điều, Hàn Lập không để ý với điều này. Hắn phát hiện ba người lúc trước khiến hắn có phần hứng thú kia cũng ở chính giữa đội ngũ này, chỉ là quần áo và trang sức tương tự những người khác, thoạt nhìn bất hiện sơn bất lộ thủy, cũng không khiến người khác chú ý. Nhưng lúc này, tâm tư Hàn Lập cũng không hoàn toàn đặt trên người ba người này, ánh mắt của hắn lướt nhanh, tìm kiếm nữ tử kia đầu đội mũ rộng vành, lụa đen che mặt mà lần trước chỉ thấy thoáng qua đã làm hắn xúc động vô cùng. Đáng tiếc người này cũng không ở trong đội ngũ. mươi 928, xuất phát, mắt thấy Hàn Lập mắt đi mày lại cùng với người khôi thành, sắc mặt đám người bên huyền thành đều trở nên có chút vi diệu. Có người bĩu môi cười lạnh, vẻ mặt khinh thường, có người thì tay ôm trước ngực, thở ơ lạnh nhạt. Còn có người thấp giọng lẩm bẩm, hạng người khúm núm nịnh bợ, còn nói không phải gián điệp của khôi thành. Hư, chưa gì đã đợi không được mà muốn chạy qua bên kia rồi. Nô tài vẫn là nô tài, không có chút tín nghĩa nào để đáng nói cả sắc mặt phong vô trần bật thiện lạnh giọng nói ra âm thanh gã không lớn nhưng cũng đủ làm cho mọi người ở chỗ này đều nghe rõ đối với những lời người khác nói hàn lập có thể không để ý tới tuy nhiên khi nghe phong vô trần cũng mở miệng thì hắn lập tức cười trả lời bại tướng dưới tay cũng không biết xấu hổ mà dám phát ngôn bừa bãi chẳng lẽ là ra lại ngứa ngươi nói cái gì sắc mặt phong vô trần cứng đờ bàn tay bỗng nhiên nắm chặt lại đi từng bước về phía hàn lập hai gã tu sĩ huyền chỉ thành khác thấy vậy cũng theo sát phía sau, sải bước tiến tới. Hàn Lập nhếch miệng cười một tiếng, đứng chắp tay, bày ra bộ dạng giống như các người hãy cùng tiến tới đây thử đi. Lần này, bọn người phong vô trần như tức muốn nổ phổi, huyền khiếu trên người cả ba bắt đầu sáng lên, muốn xông đến. Cốt thiên tầm nhíu mày lại, hơi do dự nhưng cũng lách mình đi đến bên cạnh Hàn Lập. Ba người thông dư thành thấy vậy, thân hình khẽ động, sắc mặt khó coi cũng xông vào, tuy nhiên ánh mắt đoàn thông lại rơi vào người cốt thiên tầm, Hiên viên hành ở một chỗ trao mày, do dưỡng mãi, cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Gã nhìn về phía thần dương ở đằng trước, ném ánh mắt thăm dò. Thần dương thấy tần nguyên đứng bên cạnh cũng không ý ngăn cản thì trao mày, định can thiệp. Bỗng nhiên lúc này, bên cạnh hàn lập lóe lên bóng người, không ngờ thêm một người tới nữa. Hàn lập thấy vậy, trong lòng hơi động một chút, trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì người kia không phải ai khác, chính là gã thiếu niên mặt heo cứ mỗi khi không chiến đấu chém giết thì trong tay không thể thiếu một cái chân thú đẩy mỡ được, chính là Phương Thiên. Cho dù là ngay lúc này, gã cũng không dừng gặp, vẻ mặt làm ra bộ dạng chẳng hề để ý chút nào. Trong danh sách 16 vị trí hàng đầu, rõ ràng ba người có chiến lực cao nhất đều đang đứng cùng một chỗ. Lần này cho dù mấy người thông Dư Thành và Huyền Chỉ Thành có liên thủ thì cũng không khỏi phải cân nhắc cho thật kỹ. Ban đầu tôn đồ dự định để bọn hắn sống chết mặc bay nhưng khi thấy phương thiền ra mặt thì lập tức đứng ngồi không yên. Lão đành tiến đến ra vẻ nghiêm nghị, trách mắng, lúc này trong tình trạng nguy ngập, mà các người còn nội đấu nữa là sao, các ngươi không sợ để người ta chê cười à. Quả thực không ra thể thống gì, hàn lập liếc qua khôi thành bên kia, thấy tất cả bọn họ đều nhìn về phía bên này, trong mắt không thiếu vẻ nhạo báng. Tôn thành chủ dậy phải, quả là bọn vãn bối không đúng. Cốt thiên tầm nghe vậy, thuận nước đẩy thuyền mở miệng nói ra lúc này mấy người tần nguyên với vẻ mặt bất thiện mới đi tới làm bộ làm tịch khiển trách người bên mình vài câu sốt cuộc trò khôi hài này mới xem như kết thúc lệ đạo hiếu thật sự ngươi định ra tay với bọn hắn ngay chỗ này sao sau khi đám người ai về chỗ nấy cốt thiên tầm mới truyền âm hỏi vậy còn ngươi có thật là ngươi định đứng chung một chỗ với ta cùng giao thủ với bọn hắn hàn lập hỏi ngược lại ta ngươi với ta cùng chung một thành như thế nào cũng phải đồng khí tương liên a à. cốt thiên tầm hơi trần chờ nói yên tâm đi đánh nhau ở đây không được đâu ách quái thành chủ sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ hàn lập cười truyền âm nói nói như vậy người cố ý chọc giận hắn lông mày cốt thiên tầm nhíu lại có chút ngoài ý muốn nói cũng không thể nói như vậy rõ ràng chính hắn muốn đụng đến tuy nhiên trái lại ta có hơi ngạc nhiên vì sao phương thiền lại đứng bên cạnh ta chứ hàn lập nhìn về phía thiếu niên mặt heo trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc chắc bởi vì lần trước lúc gặp nạn người đã nhắc nhở hắn một câu ha người này trời sinh tâm hồn không được đầy đủ nhưng so với đại đa số người thì hắn lại là người có ơn tất báo cốt thiên tầm vừa cười vừa nói cũng có thể chả còn lý do nào khác cả hàn lập nhẹ gật đầu nói ra cũng chẳng trách bọn hắn tìm ngươi ta vô cùng hiếu kỳ ngươi mắt đi mày lại với người khôi thành đến cùng đang muốn nhìn ai vẻ mặt cốt thiên tầm giả vờ nghiêm lại hỏi không có gì, tùy tiện nhìn mà thôi. Hàn lập nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng, nói ra. Thế nào, người đã coi trọng nữ tử nào của khôi thành người ta rồi? Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, mặc dù nữ tử khôi thành hình dáng không tệ, không chỉ tinh thông khôi lỗi chi thuật, mà còn am hiểu xá mị chi thuật. Cho nên nếu không để ý, đến hồn của ngươi cũng bị câu dẫn đi mất, chỉ còn lại cái xác bị người ta chế thành khôi lỗi nói gì nghe nấy. Cốt thiên tầm khóe miệng khẽ nhách, chế nhạo nói. Cốt đạo hiếu, chẳng lẽ nghe được tin đồn gì từ lục hoa phu nhân, rồi tìm lệ mỗ để trêu đùa sao? Hàn lập cười bất đắc dĩ một tiếng, hỏi, cốt thiên tầm cười cười, bỗng nhiên chuyển qua truyền âm, nói ra. Cha ta, lục hoa phu nhân vô cùng tán thưởng ngươi, thực tình muốn thu ngươi làm đồ đệ, chẳng qua chỉ là phụng dưỡng bên cạnh người trong vòng vạn năm. Chuyện này đối với bao nhiêu người mà nói là cơ hội có thể ngộ chứ không thể cầu, người cần gì phải. Mặc dù nàng đã thừa nhận lục hoa phu nhân chính là cha ruột của mình, nhưng nàng vẫn chưa có thích ứng cách xưng hô với ông ta như vậy được. Chuyện này làm sao ta không nghĩ đến chứ, đáng tiếc là bên người có chuyện quan trọng, không thể trì hoãn. Hàn lập gượng cười một tiếng, trả lời, ai, chỉ là, người cũng từng nói, cơ duyên là một chuyện ngoài cơ hội, càng xem duyên phận nữa. Cho dù ngươi không muốn bái người làm thầy, lần này sau khi đi từ đại khư về, lấy tính cách của ông ta, chắc cũng không ngồi nhìn nạn hắc kiếp trùng trên người ngươi đâu. Cốt thiên tầm than nhẹ một tiếng, truyền âm nói, chuyện này còn chưa chắc, chẳng qua tính thời gian ta chôn huyết tương tử trong biệt huyền huyền thành, hẳn là cũng không sai biệt cho lắm. Hàn lập cười nói, lệ đạo hiếu ơi là lệ đạo hiếu, nếu mà lục hoa phu nhân không mở miệng giải trừ hắc kiếp trùng cho ngươi, ngươi liền không có ý định lấy ra huyết tương tử này đúng không? Vẻ mặt cốt thiên tầm nở ra nụ cười, hỏi, ha ha, không dám, không dám, hàn lập bật cười lớn, cũng không tỏ ra ý kiến gì. Ngay khi hai người tán gẫu, chợt trên phi thuyền tinh chuẩn có năm đạo bóng người đi ra đứng ở trên đầu thuyền trong năm người ba người phía trước chính là lục hoa phu nhân ách quái và sa tâm còn đứng sau lưng ách quái và sa tâm thì phân biệt là thạch xuyên không mặt che cốt khải và nữ tử thần bí đầu mang mũ vành rộng kia hàn lập vừa thấy mấy người kia sắc mặt lập tức siết chặt ánh mắt của hắn đảo qua thạch xuyên không một chút liền nhìn vào nữ tử đội mũ vành rộng từ trên vành mũ rộng vốn đã phủ xuống tấm lụa đen Vậy mà trên mặt nữ tử kia dường như còn có thêm một tầng che mặt nữa, dung mạo không cách nào thấy rõ, chỉ có lộ ra y phục mềm mại với vẻ ngoài thướt tha. Giống, chấm, quá giống, trong lòng Hàn Lập giấy lên gợn sóng, lông mày không khỏi nhíu chặt. Các vị đạo hữu hai thành huyền khôi, phi thuyền tinh chuẩn đã hoàn thành, hôm nay chính là ngày chúng ta theo gió vượt sóng, thẳng đến đại khư. Trong hẻm núi này, mặc dù không gian phong bạo không hung hiểm bằng nơi khác, nhưng cũng không thể khinh thường được. Khi mà tiến vào đó, ta mong chư vị toàn lực hợp tác, cùng nhau thúc giục cấm chế ở trên phi thuyền tinh chuẩn, mới có thể vượt qua nguy hiểm được. Lúc này, ánh mắt ách quái đảo qua đám người, mở miệng tuyên bố. Tiếng nói lão hùng hậu, như tiếng chuông vang lên, khuấy động trong lòng mọi người. Chúng ta bôn ba một đường đến tận đây đã rất không dễ, thắng bại ngay hành động lần này, hy vọng chư vị có thể tạm thời vứt bỏ thù hận ngày xưa, mà chân chính chung sức hợp tác một lần. Đợi ách quái nói xong, sa tâm cũng mở miệng nói ra âm thanh của nàng hoàn toàn trái lại với tiếng của ách quái lọt vào tai của mọi người tựa như tiên nữ ngâm nga mang đầy tính động viên sau khi đám người hai thành huyền khôi nghe xong liền cảm thấy tâm thần hưng phấn từng người một lộ ra vẻ kích động trong đầu chỉ có nghĩ xông vào đại khư mà thôi tiếp theo lão phu sẽ dạy cho các ngươi cách thúc giục cấm chế trên tinh chuẩn ngay khi lên thuyền liền cần các ngươi toàn lực hành động lục hoa phu nhân mở miệng nói ra đám người nghe vậy âm thanh dần dần nhỏ lại Từng người ngưng thần yên lặng lắng nghe. Lục Hoa phu nhân liền bắt đầu giảng dạy pháp môn thúc dục cấm chế, cùng với một vài thứ cần chú ý, cẩn thận giảng thuật một lần. Ngay sau khi mọi người đều tỏ vẻ đã ghi nhớ, Lục Hoa phu nhân vẫn còn chưa yên tâm mà lại giảng tỉ mỉ thêm một lần nữa. Chờ sau khi tất cả đã làm xong chuẩn bị, ách quái ra lệnh một tiếng, lên thuyền. Vâng, đám người hai thành huyền khôi đáp lại một tiếng, nhộn nhịp từng người bay lên, bắt đầu lên phi thuyền tinh chuẩn.